tăng tăng thứ tự đó, tăng cái thứ tự mà tu tập á, bây giờ nói theo cái giai đoạn phân biệt theo cái giai đoạn thuật ngữ mà chuyên môn á, thì các cái người ta cũng phân chia ra là bốn giai đoạn, mình chia làm ba, năm giai mình chia làm ba sao được, nó là bốn năm giai đoạn. Giai đoạn thứ đầu gọi là tương đương, giai đoạn tương đương là gì, tức là góc nhặt hành trang, muốn lên đường thì có hành trang, và giai đoạn tương đương nè, lương là lương thực á, tức là giúp đỡ đó, lương thực để lên đường. Thì trong cái tư lương này á, là người thực hành hai cái quan trọng nhất, đó là phước và trí, tu phước và tu trí, tu phước và tu huệ đó. Huệ này là huệ thế gian, huệ là đa văn, nghe cho nhiều. Thì phước bằng thế nào giúp đỡ một người bố thí rồi tất cả, cái phước là từ lợi không à, mà phải nghe cho nhiều. Thì làm thế nào để có hai cái này nè, rồi cái thứ hai, đủ điều kiện phước của huệ đủ rồi, giai đoạn thứ hai gọi là gia hành, gia là bắt đầu thực hiện. Thì bắt đầu thực hiện đây là mới bắt đầu thực sự bắt đầu tu tập giới định huệ là gì, mà nhất là bắt đầu tu tập định để mới giải thoát á. Giai đoạn gia hành nè, mà là bắt tay vào hành động á. Rồi á, sau gia hành này rồi á, thì tới bắt đầu giai đoạn gọi là giải thoát. Thì từ cái bắt đầu giải thoát này là thánh nhân á, thì giải thoát trong giải thoát này chia làm tới là ba bậc, hai bậc hữu học và một bậc vô học. Tức là kể theo cái địa vị cao của Phật á, hai bậc hữu học mà. Hai bậc hữu học nói chung là giải thoát, thì trong này hai giai đoạn bắt đầu thì thấy nè, thấy gọi là kiến đạo, tức là thấy chân lý nè, rồi tiếp đó mà tu đạo là phát triển. Nói chung là nhận thức và phát triển hai giai đoạn, một giai đoạn nhận thức và sau đó giai đoạn phát triển. Thì tu đây cũng nghĩa là phát triển đó, phát triển những cái mình thấy để mình nhận thực tế. Rồi cuối cùng đạt tới cơ quan, đạt tới mục đích là năm giai đoạn. Đó là nói theo cái nghĩa, là phân tích theo cái giai đoạn mà theo cái văn bản với lại giới công thức. Nhưng mà trong cái trình bày trong chương mà cập thì không có chia sát như vậy. Trong cái đoạn chia mình phân tích chia như vậy, muốn phân tích được tìm ra như vậy được, tìm cách nào để mà tự về nếu anh sắp đặt giỏi là cả đoạn sắp đặt được bốn cái này. Tức là nếu sắp đặt như cập thì sắp đặt tới cái giai đoạn thứ tư rồi, thứ năm thì chưa có đâu, cứu cánh thì chưa có, chưa cứu cánh ra. Thì sắp đặt sao cho nó giỏi, nhưng mà thực ra chưa hiểu cái giai đoạn tu chứng của đại thừa thì cũng chưa làm được đâu. Thực ra là trong cái tu tập á, rồi hơn chút đây là phải hiểu cái quá trình phát triển, mà quá trình phát triển tu chứng này thực ra phát triển quá trình phát triển của đạo đức và trí tuệ, tức là nhận thức đó. Làm thế nào mà nhận thức được cái chân lý á, cái đầu tiên á là tu tập về phước và huệ rồi không nè. Phước đây gồm tức là phước là mình bố thí phóng sanh làm những điều thiện rồi đó, bái sám lễ Phật tụng kinh là tất cả mọi cái làm việc thiện, cái này thiện nhiều rồi. Huệ đây là gồm có là văn tư tu, đây là huệ thế gian, tức là biết nghe này, thì biết tư duy này, tư duy có phương pháp, rồi là biết là chứng nghiệm những cái điều này, là văn tư tu, tức là văn sơ thành này, tu sơ thành này, tư sở thành này, ba cái này. Đây là cái quá trình để tu tập học hỏi, đây là phàm phu hết. Cái huệ này là hiểu biết phàm phu, kiến thức sách vở, nói chung kiến thức sách vở. Rồi bằng cái kiến thức sách vở này á, sẽ bắt đầu người ta mới đi vào gọi là gia hành. Gia hành là tu tập mà dựa đến thiền định á, phải có cái thiền định, thiền định tới mức tối thiểu bắt đầu mới quan sát. Nếu mà ở trong nguyên thủy á, mà chúng đại thừa tiểu thừa nhiều vẫn quan sát, nó là quan sát bốn thanh đế khổ tập diệt đạo, đây là chân lý. Nhưng mà trên đại thừa thì quan sát hai cái, bốn cái thanh đế này là hai cái chính, là quan sát là hai cái vô ngã, tức là hai cái không đó, một là nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã, tức là nhân không và pháp không, là hai cái quan cái này. Khi thấy một phần bắt đầu thấy được bốn thanh đế, mà thấy qua cái hai không này thì bắt đầu là vào thanh đạo. Thì tôi trải qua, nếu mà chỉ bốn thanh đế không là cho tới a la hán, thì chia làm là bảy bậc, hai bậc đầu, bậc mở đầu, bậc cuối, ở giữa có sáu bậc, thì chia sáu bậc tới a la hán là bậc thứ tám. Còn nếu cái đại thừa thì cả một dọc đây là 10 bậc luôn, tự này cái 10 bậc chia là 10 cái, chi tiết là 10 cái.
Thì trong một phần ở trên trong đại thừa thì chia nó có hai cái để mà đoạn trừ, một là phiền não chướng, hai là sự tri chướng. Phiền não đây là những cái phiền não nó cản trở định, tức là đạo đức nó thiệt ra định, những cái phiền não nó cản trở chiếu định là vì sao, là những cái tham muốn những cái này nó buộc chặt mình một cái thế nó mình không nhập định được. Ngay như bây giờ hàng ngày thí dụ mình nhập định mình không tập trung được là vì mình bị ràng buộc những cái vật xung quanh. Nó đơn giản nhất á, bây giờ nó thử ngồi quán tưởng hơi thở, nhìn hơi thở ra hay vào nó khó thấy, mà người quanh bài quanh bội không cần quán người nhắm mắt thấy là cũng bài nó chạy qua chạy lại, ai quanh cửa tướng vậy đó. Cho nên chỉ những cái gọi là những cái ràng buộc thế gian nó dễ ràng buộc hơn. Cho nên ta cần cái định để mà quán tưởng, căn cứ trên định đó nên ta mới quán tưởng đó. Thì trong này chứ nếu mà muốn hiểu cái không và cái vô ngã, cái tánh không á, cái chân lý không, cái vô ngã và không nhân vô ngã, pháp vô ngã, thì vào cái triết lý đó, rồi căn cứ trên triết lý đó bắt đầu quan sát, tức là phải học có đủ trình độ để bắt đầu quan sát. Thì á, ban đầu tiên á, là cái định nó cản trở, chính cái phiền não này nó cản trở cái định, chính cái phiền não nó cản trở cái định, thành ra là người ta thực hiện tu tập phải dùng cái định, dùng cái định để trấn áp những cái phiền não này lại. Tức là giai đoạn đầu nè là dùng cái khả năng thiền định để trấn áp những cái phiền não này lại. Rồi tới lúc á trấn áp xong rồi thì khi mà phiền não nó lắng xuống rồi thì bắt đầu thấy được cái chân lý. Nên giờ là có nhận thức á. Thì khi mà giai đoạn nhận thức như vậy á, khi mà thấy được chân lý rồi thì phiền não hoàn toàn bị diệt. Đầu tiên là trấn áp nó xuống, sau dùng trí tuệ mới diệt nó. Không có trí tuệ không thể diệt được phiền não. Tức là phiền não huệ là gì? Và sao phiền não? Phiền não là những cái nó đúng ra là những cái tâm lý xấu, những cái tác động xấu. Cái chữ mà tâm lý học hôm nay á, ta dùng ta chỉ cho các phiền não, ta gọi là destructive emotion, là những cái xúc cảm mà tai hại. Destructive emotion là cái chữ mà tâm lý học hôm nay dùng để chỉ cho phiền não á. Chứ còn chữ phiền não defilement rồi là ô nhiễm rồi là trong kinh điển rồi. Nhưng mà chữ mà tâm lý học ngay cả cái mà cái khoa thần kinh học nó nghiên cứu á, chữ đó vẫn có, tức là chung các nhà tâm lý học nghiên cứu. Thì nó gọi là những cái xúc cảm tai hại. Xúc cảm tai hại là gì? Thực ra mình ngồi như vậy tự nhiên mình thấy một cái hình ảnh như là vô mắt, đó là xúc cảm. Nhưng mà đập vào mắt á, mình sinh ra cái gì? Mình nóng giận hay là tham lam hay nóng giận gì nó xảy ra lúc đó. Thì nó gọi là cái xúc cảm tai hại, là những cái phiền não. Thì những cái đó dùng thiền định trấn áp nó xuống. Nhưng mà những cái này có thể diệt trừ được á, chỉ bằng có nhận thức là phiền là thấy cái nguy hiểm của nó. Những cái phiền não mình thấy cái nguy hiểm của nó, mà thấy rõ nguy hiểm thì mình sẽ không bao giờ phạm nữa. Ngay như bây giờ nó người hút thuốc, mình thấy cái nguy hiểm của hút thuốc tự nhiên không cần cai nhức liền, nhưng mà đây không, người ta không thấy trên lý thuyết anh là bác sĩ cho rằng hút thuốc nó là bị tai hại nhưng mà vẫn hút như thường. Thực sự khi nó bắt đầu bệnh chú ông thấy sắp chết rồi, cái thuốc này là chắc chắn tự nhiên bỏ rồi. Kể như anh Thục, đây là cái chuyện anh Thục của mình, hút thuốc ghê lắm, có bệnh ung thư không, nhưng mà khi nằm liệt giường nó bắt đầu tự nhiên bỏ không hút nữa, không dám hút nữa, mặc dù biết sắp chết rồi vẫn hút nữa. Thấy được cái mà lúc nãy ít ai phân tích được cái tâm trạng của ảnh á, nhưng mà điều tôi biết chắc chắn là vì đó cái kinh nghiệm bản thân tôi nữa, lại nhận thấy được cái nguy hiểm nó là mình bỏ. Thành ra trong mình nói rằng là chỉ có cái trí tuệ mới diệt được cái phiền não. Nhưng mà đây cái lớp trí tuệ đầu, cái trí tuệ này gọi là trí tuệ kiến đạo mới diệt số phiền não đầu. Rồi sau đó từng bậc thì một lần là diệt một phiền não như vậy phát sinh một cái trí tuệ, tức là có hai cái phiền não chướng và sự trí chướng. Mình cái chướng ngại bởi phiền não đó, những cái tham muốn nó ràng buộc mình. Vừa một cái ràng buộc khác nữa là cũng cho những cái phiền não này, nhưng mà thực trí tuệ nó làm như mình không thấy được cái chân lý, tức là cái thế giới rộng đại mình thấy được. Bây giờ nói rằng mình có nhìn rằng có cái thiên nhãn thấy cái vũ trụ tới đâu, không thấy tận cùng được. Là nó hai cái, thành ra là từ đây tới đi này cái diệt một cái sự trí chướng, một bậc phiền não trước, hai cái thì chia là 10 bậc, diệt tới 10 bậc thì hết. Thì trong đó để có thứ lớp thì chia các cái ba la mật, tập các ba la mật để mình diệt trừ đó.
Họ thì đây là nói trong cái tổng quát về cái lý thuyết nha. Nhưng mà khi kinh trình bày không có trình bày như vậy. Kinh trình bày như vậy. Kinh trình bày thì cụ thể hơn ở trong này tôi sẽ trình phân tích kinh này. Ban đầu là hai cái tu phước và tu huệ nó vẫn có. Là hai cái tu phước và tu trí. Thì nói theo kinh này, thành ra mở cái kinh đầu này nói này, tu phước là gì? Là trải qua nhiều đời nó gieo trồng cái tư lương cái phước báo ở nhiều cái chư Phật, đó là tu phước nè. Tới giai đoạn sau đó ấy, là bắt đầu đạt tới cái vô sanh pháp nhẫn. Thực ra vô sanh pháp nhẫn đã vượt qua cái tu trí rồi, nhưng mà để muốn cái cô phải có tu trí, thành ra như vậy ông thành tựu hai cái tu phước của tu trí. Rồi từ cái tu phước tu trí này á, bắt đầu ông chứng được vô sanh pháp nhẫn này. Trong vô sanh pháp nhẫn đây là bắt đầu cái giai đoạn giải thoát, tức là từ sơ địa tới mười địa đó. Từ sơ địa tới mười địa đã rõ đơn đâu. Mà nếu mà nó hai giai đoạn, cái giai đoạn mà gọi là tu phước này á, mà tính thời gian này, người ta gọi là một a tăng, một đại a tăng kỳ kiếp, một đại vô số kiếp, tính thời gian lâu ấy lắm. Nói, bắt đầu từ khi mà phát tâm này rằng là từ nay trở đi, ngay từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ đạt mục đích là cuối cùng phải thành Phật. Rồi bắt đầu tu phước bố thí hay làm đủ. Nhưng mà từ đó đến tới khi mà bắt đầu mà thấy được cái chân lý, là thấy được cái pháp vô sanh á, và được cái pháp nhẫn á, thấy được cái pháp nhẫn á, là qua một a tăng kỳ kiếp. Mình nhớ cái a tăng kỳ kiếp số chưa? Là lâu vậy lắm. Rồi khi vào cái vô sanh pháp nhẫn nó nhiều bậc, nó nhiều bậc. Nhưng bậc đầu tiên vô sanh pháp nhẫn là thực sự ra đơn giản á, là thấy các pháp không sanh không diệt. Đơn giản cái tâm thì sẽ nói tới cái chỗ đó. Nhiều đoạn nói tới cái chỗ không sanh không diệt đó. Nên cái này thì mình nó dài không hết nha, phải là muốn học cái lớp khác hay nói để vô sanh bất diệt là gì. Thì trước hết là nó gọi là pháp nhẫn nè. Cái nhẫn nó có mấy bậc. Mà vô sanh nó cũng có mấy nghĩa nữa. Cái vô sanh nó nghĩa thứ nhất. Cái vô sanh nghĩa thứ nhất là một vị A La Hán. Là cũng gọi là vô sanh. Vô sanh là gì? Là phiền não không còn tái sanh trở lại nữa, thành nó nhiều bực lắm. Khi mà vào diệt trừ một số phiền não thì vị đó được cái vô sanh. Mà cho tới cuối cùng không còn phiền não nào tái sanh trở lại nữa thì đó gọi là vô sanh trí, nó của vị A La Hán. Là vô sanh. Thì cái này là vô sanh về phương diện phiền não không tái sanh nữa. Đó là một cái vô sanh nè. Còn cái vô sanh nó nhiều bực, cái vô sanh thứ nhất là cái phiền não không tái sanh nữa. Cái vô sanh bậc cấp cao nữa là thấy các pháp không sanh không diệt. Cái chỗ này thấy niết bàn tức là sanh tử, đạt tới cái vô sanh tức là trên vị A La Hán. Thấy cái này là cái bậc vô sanh. Còn cái vô sanh cao cùng thì chỉ có Phật mới thấy được cái vô sanh này. Là mấy cái bậc nó tổng quát các cái vô sanh như vậy đó. Vô sanh nghĩa đen nó thứ nhất là cái gì diệt rồi không tái sanh trở lại nữa, không bao giờ tái sanh trở lại nữa. Thì đó là quá trình mình hủy diệt nữa. Mà cái vô sanh thứ hai là cái bản chất của nó là vì xưa nay là không có cái gì diệt và không có cái gì sanh. Thì đạt cái bậc thứ hai đó là nó là vô sanh, là pháp nhẫn ấy. Nhẫn đây là gì? Nhẫn là chấp nhận, nghĩa đây nó là nhẫn, nhẫn là chấp nhận. Thì nhẫn này trong cái chuyện mình hay gọi là nhẫn nhục, thực ra cũng như là chấp nhận. Thì nhẫn á nó có mấy bậc nhẫn, là nó gọi là nhẫn khả, và nhẫn khả có này, và nhẫn là nhẫn kia là nhẫn là mình dùng chữ nhẫn là trước hết nhẫn theo nghĩa là chấp nhận, là chịu đựng, chịu đựng. Và cái nghĩa nữa chấp nhận thì cái nghĩa thứ nhất thì nghĩa chịu đựng là nghĩa bình thường. Tức là cái nghĩa chịu đựng là gì? Cái mũi mỏng đó, tất cả những cái bắt đầu là mình chịu đựng về thiên nhiên này, mưa nắng mũi mỏng tất cả là mình chịu đựng được, đó gọi là nhẫn. Cái nhẫn thứ hai là người ta chửi mình, người ta chửi cái gì mình cũng, người ta chửi, người ta bới, người ta nói xấu gì mình cũng cũng vì vậy mà nói được là xin phiền muộn. Thì cái là nhẫn thứ hai. Nhưng mà cái nhẫn thứ ba đây là bất nhẫn biết các pháp, nhẫn các pháp bất sanh bất diệt á, ba cái bậc nhẫn. Họ thì trong khi tu tập nhẫn này, đầu tiên này quan sát cái cấp nhẫn thấp nhất là khi nó mới vào, thiệt ra gọi là nó nhiều cái bậc, là an nhẫn thuần nhẫn là nhiều cái lắm, nhưng mà cứ nói tạm thời đi, dừng tường chi cho mệt, là bắt đầu vào cái sơ địa là có bậc của nhẫn rồi. Cái nhẫn cấp thấp nhất là quán trong cái mà là hai cái đó, nhân không pháp không đó.
Thứ nhất là vô sanh nhẫn này, từ cái vô sanh nhẫn này rồi ấy, thì sau đó vị đó bắt đầu phát triển, tức là gọi là tu tập nó để phát triển khả năng của mình. Thì cái phản năng cái tái độ mà cao đó thì gọi là thần thông du hí tâm, dần thần thông du hí, gọi là du hí thần thông. Trong này cái chữ thần thông nguyên cái tiếng Phạn mà trong kinh điển nó gọi là thắng trí, chứ không phải gọi là thần thông, tức là cái trí tuệ siêu việt. Người ta thực hiện cái phép lạ bằng nhận thức siêu việt, chứ không phải bằng cái phép lạ, bằng cái tâm tư mình. Thành ra cái này gọi là trí, nhưng mà chữ Hán dịch ta gọi là thần thông, chứ đúng dịch là thắng trí, là cái trí tuệ siêu việt. Cái chữ này là chữ đặc biệt trong 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 kinh Phật dùng để chữ thần thông, gọi là Abhinnya. Tức là dùng cái nhận thức mình mới biến đổi cái sự vật xung quanh. Rồi nói tới nữa là cái phần này có hai này, là thần thông và du hí. Tam muội là mình dùng chữ đã đạt tới mức định á, định mà định cao. Thường thường trong Phật giáo muốn thực hiện những cái phải nhập định, trong trạng thái định mới thực hiện được. Mà trạng thái thiền định cao thì mình dùng chữ không dịch, làm dịch sợ định nó lầm lắm thì chữ tam muội tức là định giống vậy, là samadhi, tam ma địa, tam muội. Trong cái chữ du hí, du hí mình không phải đi trong chơi đâu, nhưng mà đây là những một cái màn kịch. Vigrita là một cái trò chơi, một trò đùa, một kịch. Vậy là cái du hí thì gọi đến trong chơi thì được, nhưng mà vì màn kịch là gì, cái thế gian này thực sự ra nó như cái màn kịch, nó cái sân khấu mới ra không có gì cả, nhưng mà tùy theo đạo diễn, ông diễn thế nào thì ra thế đấy, là màn kịch. Cái người mà đạt tới cái du hí tam muội này là biến đổi cái thế gian theo ý muốn của mình. Nhưng mà thực ra thì chỉ những người nào cuồng căn cơ, người ta mới hiểu được thấy cái biến đổi này, còn ngoài ra không thấy gì cả. Cũng giống như mình nói rằng là đơn giản nhất á, là mình soạn cả, làm ra cả cái chương trình màn kịch trên trên TV mình coi say sưa, con mũi nó chạy qua chạy lại nó chả thấy gì, nha. Con mũi con thằng lằn nó qua nó chả thấy gì. Mình thấy là mình sợ lắm. Ở đây con mũi mình thấy nó bay thì mình đưa cái chụp, nó sợ nó chạy. Mà trong con mũi đầu đưa cái bàn tay chụp nó đứng queo rồi, nó không thấy gì hết á. Thành ra cho nên có du hí thần thông nữa thì phải, nghĩa là nó chỉ hợp với cái duyên căn của ngày nào thôi, chứ không phải nói rằng ông muốn bồi thi biến đổi thế giới nào thế nào biến đổi được. Những người nào mà cùng căn cơ, tức là cùng có cái duyên nào hợp á, thì cũng biến đổi, thì mình thấy biến đổi liền. Cũng như là phải trình độ nó mới thấy đó. Cái kiểu như hồi xưa mà mấy anh mà kể chuyện mà anh Khôi, cái chuyện mà anh ở nhà quê mà anh đi lên tỉnh mà anh coi xin đấy. Kiểu chuyện đó. Mà tôi cái đó hồi nhỏ tôi có chứng kiến rồi, là mấy cái người rồi cái năm đó tôi ở trên Lào, năm đó là hình như là Chine nó mới về, cái tỉnh Bạc Xê nó mới về đó. Tôi mấy người em đi coi về, thì đầu họ quen rồi, chắc là có nhiều người trong họ từng tay rồi không biết rồi, nhưng mà sao có mấy người đông quê họ về coi về bạn nhau, nên mấy thằng ở trên quê coi về mấy coi Chine chạy rần rần cái rào, tại vì nó phim đông người chạy đó, mà cứ người họ tới dưới nó sợ người chạy tới mình dẹt lên tránh. Còn người ngồi trong ngồi tính bơ. Cho nên thực ra cái du hí thần thông tam muội á, mà ai nhìn ra không nhìn ra, mới tùy người không phải nhìn ra được cái thế giới này. Cho nên như trong cái nhiều kinh nói đoạn á, là Bồ Tát bưng cái thế giới đi du hành công thế giới đó, mà chúng sanh trong đó không biết gì cả. Chỉ một số người nào mà cần cái thị hiện, tức là cần cái thần thông, cần cái thiện để cho thấy điểm để mình giác ngộ thì mới thấy được, thì cho người đó thấy, còn ngoài ra không thấy được. Tại mình thấy cũng không giác ngộ được, thành không thấy được. Mà là cái thần thông dưới thì nhớ cái chú dưới này, thực ra nó tóm lại, ví dụ như bây giờ này, mình coi như cái sáng tạo Chúa Trời này, cái thế giới này trống rỗng cả, cái ông ngồi buồn, ông nghĩ này là chia hai ra, thì mặt trời đất cái trời nó chia hai ra, trong nó có mặt trời, có mặt trăng, tự nhiên nó có, hoàn toàn là cái màn kịch. Tất cả mọi sáng tạo thế gian này như màn kịch, mà Bồ Tát làm cái này gọi là du hí, nhưng mà phải nhập định mới thấy được, mới làm được cái này, đòi một khả năng thiền định. Mà trong cái du hí này gọi là cái thần thông, thực hiện là cái gì, bằng cái gì, thần thông bằng thắng trí đó. Tức gọi là thần thông du hí tam muội, thì phải nói rằng này là cái du hí, tức là cái màn kịch sáng tạo thế gian thực hiện được bằng thắng trí, tức là bằng trí tuệ siêu việt, chứ không phải bằng cái khả năng phép lạ gì hết á. Tức là mình đạt tới cái mức nào đó, mình nhận thức cái bản chất của thế giới thì mình làm được. Giống như là cái người mà giỏi vi tính, mà kỹ sư giỏi mà cái màn hình trên này này,
mình giỏi mà, thì tự nhiên mình thay đổi chương trình làm được là cái màn hình làm lại được, mình không làm nổi, nhưng mà ai học chương trình lập trình thì làm được cái này, hay chưa? Thì đây là hiểu được cái bản chất của cái thế giới thì làm được, cũng như người một kỹ sư họ hiểu được cái cấu trúc của cái máy như thế nào và hiểu xung điện như thế nào để họ sắp được chương trình, họ làm lại cái chương trình máy tính, tức là ông ta cũng đạt được cái du hí thần thông tam muội đó ở trên cái vi tính đó. Thì cái phần đó là như vậy, là đi từng bước này, là tu phước này, rồi qua tu trí này, là hai cái giai đoạn tu đó này. Giai đoạn thứ ba là bắt đầu giải thoát, thì trước hết đạt cái huệ vô lậu là bậc thứ nhất, mà thấy được cái chân lý, mà thấy được chân lý đấy, thấy cái vô sanh trước, vô sanh pháp nhẫn trước. Vô sanh nhiều bậc nha, bậc này bậc thấp. Vô sanh đây cũng nghĩa là chỉ thấy rằng là không có, là không có ngã, không có pháp, mà ngã pháp bậc thấp thôi ha. Tức là quán vô ngã, tức là không có một cái từ ngã này, còn pháp thì không có một cái từ tánh này. Cái này thì học cái này, học thêm trong cái không tánh không bạc giả tiêu đại thôi, chứ giờ nó không có bây giờ nói mà được chắc này là mấy chuyện học hết rồi. Giờ nhắc lại thôi, là cái thứ ba, cái thứ đây này, cái giai đoạn này gọi rằng là giai đoạn là bắt đầu là tu phước, là tu trí. Từ tu trí đó thì nó có các bậc, thì từ cái tu trí này có cái thành tựu trí. Từ cái trí đầu tiên là trí, là trí phàm phu do học hỏi, do sách vở, nhưng mà bằng cái thiền định, bằng kinh nghiệm trực tiếp thì bây giờ thấy được cái chân lý vũ trụ. Thì chân lý là học ra nè, từ chân lý này Bồ Tát có đọc khởi này nguyện hành và nguyện, tức là hành là bằng cái trí này bắt đầu Bồ Tát nhập thế tới lại. Thì trong có mấy cái, ban đầu là bằng cái trí thực, cái trí nào vậy, trí thấy cái thế gian thì thấy một cái tròn như mộng như huyễn, là nó giả dối chả có gì cả. Mà nếu thấy như vậy có cái xuống, mà tôi thấy cuộc đời này là giả dối chả có gì, tôi bỏ trường tôi sống, thấy chưa? Vì nó chỉ là chim bao thì chả ai thèm làm gì đó. Nếu nói ra này, ở đâu khổ hạnh phúc thế gian đều chỉ là trò ảo hóa cả thôi, tôi bỏ tôi đi. Tức là cái trí tuệ này nó gọi là trí tuệ là khô, nó là càng ui giời ơi, chậm chậm chứ. Chị làm tôi chắc tôi giật mình không, tôi quên mất cái này. Tôi thấy sợ bể cái gì tôi quá, tôi quên mất cái này. Tôi thấy sợ bể cái gì tôi quên mất cái này. Cái tức là thấy cái thế giới này, thấy cái thân này này là bất tịnh, hay là thấy cái là mộng huyễn chắc chắn bỏ đi, tức là được cái trí mà thiếu cái bi. Thì bằng cái trí rồi Bồ Tát phải hành, phải trở lại, tức là phải nhập thế trở lại. Thì bằng cái trí đó phải nhập thế thế nào để thực hiện. Cho nên chỉ bắt đầu sau khi bắt đầu giai đoạn đầu tiên mà bắt đầu thực hành bố thí là từ cái địa này, bằng cái vô sanh pháp nhận hành bố thí, tức là ở cái giai đoạn đầu vẫn bố thí, cả sau ba năm như đây bắt đầu chính thức bố thí, đó là bằng cái hành, từ cái hành. Mà trong cái hành như vậy, trong các ba la mật này là bố thí này, thì thí này, giới này, nhẫn này, tinh tấn này, rồi thiền định này, trí tuệ, rồi bắt đầu phương tiện cái nguyện, địa thứ tám mới là bắt đầu có nguyện, thành tựu cái nguyện được, thành cả cái đoạn kia là hành, thành cái nguyện này là gì? Thực ra nguyện đây là cái quyết định, là cái thệ nguyện, nhưng gọi là nguyện ước nguyện, nhưng nguyện trong chính của cái phạm đó là quyết tâm. Là mình nói đúng là hạ quyết tâm, có chữ hạ trong đó, có chữ nidana, là ni là số, mà da na là đặt xuống, là ni là đặt dồn lại, tức là hạ quyết tâm, tức là nó quyết tâm không thay đổi nữa. Chứ trước kia mình ước nguyện á, nhưng mà nó mơ mơ màng, thành nguyện nó chưa phải là nguyện, thành tựu nguyện, người ta đi nguyện không bao giờ thay đổi nhất định, nghĩa là chỉ về một bến mà chỉ xuôi một dòng thì không còn con đường nào nữa đó. Nhưng mà cái nguyện trong này, có nguyện này là nguyện Bồ Tát nhập thế, là từ bằng cái nguyện này là thấy nè, gọi là bất động đó, nó có hai cái thành tựu cái nguyện, đạt được hai cái. Là cái thứ nhất là đạt được cái bất động, là không dao động về sinh tử của Niết Bàn nữa, nghĩa là thấy sinh tử là khổ, Niết Bàn lạc thiệt á, nhưng mà không vì vậy mà chạy trốn, mình bỏ bên kia nó bình thường. Và cái thứ hai nữa là vô công dụng hành, là vô công không cần nỗ lực nữa, tại vì đó tới cái bậc gần như là vô học, chỉ có thành Phật thành, không cần làm
theo cái pháp tánh tự nhiên, tức là theo dòng nước mà đẩy thuyền á, là gọi là vô công dụng hành. Cái này mình nói lý thuyết chứ còn kinh nghiệm thì không có đâu. Thành ra là chứ ai có kinh nghiệm đâu thì cứ nói mình nghe nghe đó. À, thì trong cái gọi là bất động thì cái này từ đấy trở đi mới đặt cái gọi là vô trụ sư niết bàn. Ông Bồ Tát lúc này mới đặt cái vô trụ sư niết bàn. Thì cái chỗ này bắt được cái nguyện đó, thì bằng cái nguyện này, bằng cái nguyện này mà Bồ Tát tái sanh bất cứ chỗ nào, gọi là tự tại thọ sanh, muốn sinh vào chỗ nào cũng được, không bị nghiệp chi phối. Là bằng cái nghiệp đó tới đó mới hết, mới sinh vào chỗ nào cũng được. Là thành nó chia ra hả, chia ra là trong đó người ta chia ra năm giai đoạn phải không, là tu phước, tu lương này, tu lương gồm tu phước, tu huệ này hả, rồi gia hành bắt đầu thực hành này, thực hành này. Rồi sau đó là kiến là đạo này, tức là nhận thức đó hả, thấy được chân lý. Rồi tu đạo là phát triển, từ nhận thức đã phát triển được cuối cùng là cứu cánh. Nhưng mà ở trong kể mình kể cho rõ trong cụ thể là từng một đoạn phước này, rồi tới trí, rồi từ cái trí này á hành và nguyện. Thì ráp là trong năm cái thế nào cho nó hợp lý. Thì nguyên cái đoạn văn này nói ấy, thì nói thì có một số cái đoạn ngắn thôi, nhưng mà chỗ này mình chia là cái đây là nó cả một quá trình phát triển của trong cái đời sống tu tập của ông á. Thành thứ nhất này, đặt từng cúng dường vô lượng chư Phật này và trồng sâu vô đại thiện đại hâm nè. Cái thứ hai là chứng nhập vô sanh pháp nhẫn là thành tự trí nè. Thì từ cái trí này này có biện tài biện thuyết vô ngại này. Rồi mới vui thần thông thành áp vật các tông trì đạt vô sự ý. Tức là cái này từ cái vô sự ý này á, có nghĩa rằng là tự tin. Mình hay dịch là vô sự ý là không có sợ, không sợ ai hết, nhưng mà thực sự đấy là tự tin. Dùng thứ nghĩa báo là không sợ. Thực ra mình tự tin là mình muốn nói về chân lý, mình tự tin con đường của mình, không có dao động nữa, đặt cái tự tin tuyệt đối, nó gọi là vô sự ý. Rồi mình khuất phục mọi thù nghịch, đây là gọi là bắt đầu trở vào thế gian mà hành, khuất phục mọi cái thù nghịch và quấy nhiều của ma, tức là bắt đầu họ trực diện, thì là từ đó thành tự trí. Phải thành tự trí, giai đoạn đầu thành tự trí có đủ cái nhận thức, thấy rõ cái chân lý đó. Cũng như bắt đầu giai đoạn học trường mà, học hết cả một chương trình và học lý thuyết xong rồi bắt đầu đi ra làm nghề, đi thực tập. Thì giai đoạn đó là hành. Ở thì trong hành kể này, đi vào cửa pháp sâu thẳm này, thiền xảo trong trí độ này. Trí độ tức là ba la mật á, nó có thiền xảo, tức là vận dụng cái trí tuệ. Vận dụng cái trí tuệ thế nào? Còn thông số các phương tiện thì gồm có hai phương tiện và trí tuệ, nó phải đi đôi với nhau. Trí tuệ là mình nhìn thấy cái vật này rồi, mình nhìn thấy cái chân lý rồi, nhưng mà làm thế nào người khác cũng thấy được thì đó gọi là phương tiện. Tôi thấy con cọp, tôi biết con cọp rồi, mà tôi về tôi tả cho người ta biết con cọp thế nào, tôi phải có cách tả, ngôn ngữ tả. Cái tả để ngồi con cọp tưởng là một con mèo thì thế đấy, con cọp ta tưởng mèo ta bắt thì nguy hiểm. Thành ra là trí tuệ phải có phương tiện đôi với nhau, mà phương tiện nó phản ảnh trí tuệ, mà trí tuệ đó nó phản ảnh tất hai cái. Thành trong khi mà người ta căn ngài chơi chữ gọi là phương tiện của trí tuệ và trí tuệ của phương tiện, thành ra là ráp chữ phương tiện trí tuệ, trí tuệ phương tiện là hai cái này. Nên tôi giống trò tung hứng đó mà, cái này phương tiện, cái này trí tuệ, nhồi lên nhồi xuống rồi trên rồi xuống và đó là hay là đây này, ông biết rõ xương của tâm tánh chúng sanh này, có thể phân biệt căn tánh bé nhẹ chậm, đây là hành đấy, đi vào trong thế gian ấy, nhập thế đó. Rồi mới đã từ lâu này, tâm mong thần trong Phật đạo này đạt quyết định đại thừa, đó là bắt đầu cái nguyện, cái nguyện đó thành tựu đó. Thì cả một cái đó là thì cái phần nó tóm tắt cả một quá trình ha. Thì sau đó cái phần khác, thì cái phần đông cái đoạn kinh đó thứ hai, thì khi mà đi vào cái phần hành á, khi đi phần hành ông vào bằng cái nào, thì đây bằng 6 ba la mật. Thì 6 ba la mật đó coi như bao trùm hết tất cả mọi cái phương diện hoạt động trong thế gian. Thì trong đó là gì? Bằng bố thí, phải nói này, bằng bố thí để nhiếp tức là giúp đỡ cho những người cùng khổ này, bằng giới để là sửa trị những người vô đạo này, bồi dưỡng đạo đức này. Rồi là bằng nhẫn nhục
đó thì tạo ra một cái thế giới an lành, an bình, tại vì mọi người bao dung với nhau. Đó, rồi tới tinh tấn để rằng là chữa trị những người biến nhát này, không có ai biến nhát lời biến này, nó là thiền định để cho tập để cho mình tập trị những cái bệnh sao lãng này. Tất nhiên là phát triển toàn bộ, đây là một phát triển toàn bộ ở thế gian sáu cái này, một cái theo một cái tiêu chuẩn để phát triển xã hội đủ sáu cái điểm. Đối với người nghèo thì cần bố thí, mà đối với người vô đạo thì cần là giới. Mà đối với những cái xung đột mâu thuẫn xã hội này nó thì cần tới cái nhẫn, nhưng mà phải có cái nỗ lực, phải có cái tinh tấn, không thôi nó lười biếng, mới là ta gọi là ăn no là sướng mở. Ở đâu mà ai nói đó, ăn no rồi là ngồi nằm bệnh là không đi đâu hết, coi đã thành ra là nó lười, nó bệnh béo phì, cái nghèo nó ăn no thì bệnh béo phì. Ta lo cho mập mập được, cứ ngồi cái tìm tay thuốc là cứ mở mà người này thấy. Là cái phương pháp này mỗi tuần nhỏ được bao nhiêu ký vô tiết toàn ra trên mở cái internet ra là cái quảng cáo là xúc ký là nhiều lắm, không có cái nào quảng cáo cho tăng ký này. Tôi tìm quảng cáo tăng ký không thấy. Ôi giời, cái thế giới nó lười biếng. Nhưng mà phải có khả năng thiền định, phải tập trung, khả năng thiền định đó là nó sáu cái trong hoạt động sáu cái, thì cái phần đó gọi là cái phần phương tiện sành các cái ba la mật để đi vào đời bằng sáu ba la mật, trong nó bao gồm cả cái bốn nhập sở, nhưng cái này chính ba la mật. Rồi sau đó nó cái bản thân của ông này, thì bản thân của ông này tức là có mấy phần. Thứ nhất là từ bản thân, có nghĩa là sống giữa một cái thế giới như vậy nhưng mà vẫn là sống như là một người sa môn ấy, đạo đức này. Thứ hai là trong một cái phạm vi gia đình, thì ông đi buôn bán hợp tác với người ta vậy đó, đi buôn bán cũng chia lời chia lỗ rồi vậy đó. Rồi sau phạm vi sau thì liên hệ quốc vương đại thần, rồi các cái trưởng giả đi tới các nơi đó, đúng như là phòng trà quán rượu với ông đi hết á. Nhưng mà đi bằng cái nào, tức là cái phần thứ hai này phải là cái nền, đây là bốn nhất sự, cái bốn trong kinh thiêm nói. Nhưng mà trong tất cả nó rạc ra nữa, bốn nhất sự nó bao gồm trong bốn nhất sự trong bốn nhất sự. Thì bốn nhiều trong này con nói lại nè, nói tóm tắt trong này không nói, nhưng mà về những anh chị đọc chỉ khó đọc trong nguyên bản á, rồi phân tích lại cái nào thuộc nhiếp sự nào. Tôi nói là nghiện chút. Cái nhiếp sự thứ nhất là bố thí, tức là chia sẻ những cái vật chất, cái này rõ rồi, ai đói thì mình cho. Một cái nhiếp sự thứ nhất là từ cái bản thân gia đình, mà trong cái nhiếp sự áp dụng cho những bà con thân thuộc. Đây là cái phận sự chia sẻ, rồi từ từ đó tất cả chúng sanh nhiếp sự. Cái thứ hai là an ngữ, đây là an ủi những người gặp những cơn thất trí bị trầm cảm. Chứ không phải là nó ngọt ngào đấy. Muốn nói thế nào cũng được, cũng la rầy làm thế nào người ta. Như thí dụ như người này bị cháy nhà, cháy cửa, mất cha, mất mẹ, cái tinh thần ta sụp đổ thì mình có bằng những lời nó an ủi thế nào. Thường là mình dặn cái chân lý cho thấy là cái lễ sửa đời là như thế này. Thì mình đây cũng đơn giản thôi, chết buồn quá đó. Thôi mà chị đừng có buồn, ai cũng chết, đời làm chết. Người này chết còn có người khác, không thiếu đâu. Chết ông này chết còn ông khác, bà này chết còn bà khác, không có lo gì hết á. Mình ăn uống vậy thì người ta nghe vui thôi. Cái đó là ăn uống thế nào được, cái đó là ái ngữ. Mà anh cứ kêu tôi không biết người ta có nghe không, nhưng mà ở đây nghe cười là được, nghe nó vui quá. Ái ngữ, rồi sau ái ngữ đó là cái lợi hành. Cái này là thực sự hành trong này là đạo đức trong á, tức là cải tạo. Đối với cái người ham uống rượu, mình làm người ta hết uống rượu. Đối với người hay nói láo, người ta mình làm hướng dẫn khỏi nói láo. Thì lợi hành là dẫn người đó đến cái mục đích. Đấy là cái mục đích. Mục đích đó là an lạc trong cái đời này. Gọi là ta gọi là hành. Thứ ba là đồng sự. Đồng sự đấy, sự để phải hiểu rằng đồng sự đây tức là đồng ngã hay là đồng đẳng, là mình nâng người ngang với trình độ mình. Ở trong sách nói thí dụ đây một vị nói là tu đà hoàng thì hướng dẫn người khác thế nào cũng bằng mình, thế đây là đồng sự. Cho nên chứ trong đây này ông Duy Mật Cật này, trong này cho nói này, ông đi vào đây là thực ra đây là giáo hóa đó. Ông đi vào trong hoàng tử để chỉ dạy rằng này, để cho người hoàng tử này sau để biết cách mà chăn dân này,
đi quan lại đại thần để biết làm thế nào phục vụ để nó, tức là rõ ràng đó là đồng sự thắng, tức là bốn cái trong cái này, hành thành sáu, sáu cái nghe bốn cái bốn sự thì phân biệt rõ như vậy là trong quá trình trong cái đoạn kinh nó rõ hả. Đầu tiên á là nói cái bản thân, tức là nói tới cả một cái biết có ai đây chắc ai để đâu rồi nào đây không đức cái này chắc của ông Tẻo coi coi thử coi tắt đi mở ra tắt đúng là của ông đó rồi tắt cái này thôi quên đây này. Thì chia ra mấy cái đoạn về sắp lại trong cái trong cho kinh văn người ta kể nó có cái thứ tự trong chứ không phải hướng đâu kể nấy đâu, sắp lại rồi mới hiểu, đọc đi lại tự nhiên hiểu ra chứ tôi không thay lời sách nói được. Thì cái chỗ nào mà không hiểu thì trong triết lý tìm hiểu, thí dụ vô sanh là gì, pháp nhẫn là gì thì trong ta từ điển không được, ta từ điển là từ từ hiểu. Trong mình chỉ cần hiểu rằng là cái quá trình nó làm thế nào này, tức là khi mà trong cái đường tự huấn luyện mình á, bắt đầu từ đâu cho tới đâu, rồi sau khi đó giai đoạn là tu phước này, tu trí này, đoàn hành ở đây gọi là việc nhập thế đi vào đời thì không bao mà cách nào, nó chỉ có hành thôi ấy. Rồi về sau cái phần đó nữa là phần hai phần trước là kể như là nói về các cái công hạnh cái gì của ông, nhưng mà từ phần sau này nói cái bản thân và đời sống cụ thể này, còn kia là phần lý thuyết. Cái cụ thể đó là ông sống của người như thế nào, gia đình như thế nào, đi buôn bán như thế nào, ông đi vô ông làm quan như thế nào, vô trong trưởng làm luật sư, thì kiểm cãi người ta như thế nào. Thì tất cả những cái này thì nó phần nó áp dụng bốn nhiếp sự, tức là sáu ba lần bốn nhiếp sự. Nhớ thì nói tóm lại này là năm giai đoạn tu chứng, sáu ba la mật và bốn nhiếp sự đó, và cái đoạn đó ra hết cái phần đầu của kinh. Rồi là còn nãy giờ con nước em không biết. Thì hai phần có thì giờ chắc có thì giờ đọc cho học, không có thì đọc thì cũng được. Người ta tôi nói nó rút rút lại, chứ còn nếu không mà đọc thì đọc từng đoạn trong đó, rồi phân đoạn xong rồi mình nói nghĩa từng chỗ trong đó rõ hơn. Cho mà đây mà anh chị học để cho mà là nhớ những điểm chính nữa đi thi chắc học nổi, không hiểu hết được đâu. Mà đọc thì nó đọc từ từ được. Chứ phần giảng luận á, tức là phần huyền thoại giảng luận á, cái phần nó nói nó dài dòng, nhưng cái phần đó là phân tích, phân tích để trong cái phần mà kinh sở thuyết á, còn mà đọc chính là đọc điên lại đọc trong cái phần sở thuyết á, đọc trong phần chính, còn kia để hướng dẫn mình thôi. Thì cái phần đó là xong phần ấy nè, rồi tới cái bắt đầu tới cái phần hết là nói hết tất cả cuộc đời, nó mô tả hết cả cái hành trạng đó của như một cái con người như vậy đấy. Thì ai mày nói tới cái phương tiện này, cái đây là phương tiện hiện bệnh này, như mà cặc giả đò bệnh nằm bệnh, làm bệnh thì khi muốn bệnh thì vì ông là một nhà giàu quyền quý, tuy đã không làm vua nhưng mà là giàu sang, là phú gia địch quốc giàu kiểu như Bill Gates đó mà đi qua Việt Nam phải trải thăm đỏ mà đóng như đóng tổng thống quá giàu kiểu đó. Thì ổng chắc cũng giàu cửa đó cho nên chi là khi ông bệnh cái là vua chúa tới thăm, cần tới thăm thì là các trưởng giả tới thăm, thì nhân đó là bắt đầu thuyết pháp, thì đó ta gọi đó là cái là dùng cái phương tiện, nhưng mà trong nó có một cái ý nghĩa, và trong cái cặp dùng chữ bệnh khái niệm bệnh dùng cũng rất nhiều, toàn bộ kinh từ đầu tới cuối cái ý niệm bệnh nó ẩn nấp trong đó. Thì cái phần nói tiếp về cái lý thuyết bệnh thì sẽ bắt đầu nói tới cái chương hạ văn thù, phải nói rõ về cái bệnh. Hay trong này á, thì trong này chỉ nói rằng ông nhân cơ hội đó ông thì nhận bệnh để cho rằng là các cái đại thần các nơi tới để ông nhân cơ hội này ông thuyết pháp.
Nhưng mà cái cách bệnh á, gọi rằng là giả bệnh nhưng mà cũng là bệnh thật. Nó có hai phần. Thì cái này trong cái triết khảo Ấn Độ thường thường nó vẫn nó cái chân lý nó có hai cái bậc trong á. Một cái bậc trong là hiện tượng thế gian và quan hệ thế nhau đều thấy, cũng như Phật ra mình thấy làm có bệnh hoạn, làm cũng già yếu đi cái phần thế gian. Nhưng mà còn phần khác là phần bên trong, đó là phần cái phần chân lý tuyệt đối, thành ra cả hai phần. Cho nên trong kinh khi học á, thì nó gọi là cái chân lý nó chia làm hai cái bậc. Bậc thứ nhất là chân lý gọi là thế tục đế hay là tục đế. Thế tục đế gọi là chân lý nó theo cái quy ước, chân lý theo quy ước. Quy ước này nó có hai nghĩa: quy ước theo xã hội, quy ước theo thiên nhiên, quy ước tự nhiên, quy ước xã hội. Đây là mình gọi là những cái giá trị mà giá trị phổ quát mà trong lịch sử phát triển loài người ấy, từ từ người ta chấp nhận. Thì những cái những cái mà danh từ mà chúng ta thường gặp nó gọi là chân lý, thực ra nó là quy ước. Những cái khái niệm chúng ta này, khái niệm về chân lý này, khái niệm về sống này, khái niệm về chết này, khái niệm về thượng đế này, thường thường là cái chân lý nó quy ước, nó dạng ra từng cái xã hội trong á, nó cái chân lý quy ước ở cái phạm vi. Nếu trong một cái nền văn minh, hai nhiều cái hệ thống văn minh hiện đại, từ cái nền văn minh này qua nền văn minh khác, quy ước nó khác ấy. Chân lý từ chỗ này qua chỗ khác nó còn là chân lý nữa, cái đây là chân lý xã hội rõ ràng vậy đó. Cũng như kể đạo đức cũng vậy đó. Thế ngày nay là vì ngày nay mình thấy cái chuyện này nó gần như là không có, là vì cái chuyện ở đây qua bên Mỹ đâu có hai mấy tiếng đồng hồ mà tối mình mở tivi, mở internet đã thấy trọi biết bay rớt chỗ nào biết, chỗ nào quanh lộn chỗ nào biết, mà cái chỗ đánh ghen chỗ nào mình cũng biết nữa. Cho nên trên thấy nó không có khác, chứ mà cách đây nó phải chục năm á, nó khác nhiều lắm. Tây với ta rồi nó cái chân lý nó khác nhiều lắm. Nên chân lý nó quy ước, là quy ước nó qua là chân lý tương đối đó, gọi là tương đối đúng chỗ này sai chỗ khác. Thì đấy là cái chân lý này là nhưng mà ngày nay á quy ước nó vẫn có. Cái hồi ấy, nên là cái hồi mà ai nhớ cái hồi mà tôi không biết cái anh ba cầu thủ bên bên Ăn Lê, không biết tên, tôi không phải đọc anh hết, nhưng mà ông cầu thủ này ổng là Phật tử mà ổng này tuyên bố gọi là tuyên bố linh tinh. Ông nói là mấy cái người mà mấy đứa nhỏ bị què chân á, sinh ra bại liệt á, tại kiếp trước có làm ác, kiếp trước nó làm vậy đó, kiếp nó chịu quả. Rồi anh tuyên bố một cái là cả nhau nhau phản đối, nói như vậy là vô nhân đạo. Biết tại sao vô nhân đạo không? Nhưng mà nói là ai hiểu tại sao nó vô nhân đạo hết đó, mà mình người đông quân không thấy là không hiểu, nhưng mà cái tây phương nó theo vô nhân đạo. Thiệt ra người ta khỏe còn tôi nó đáng kiếp hạ biểu thì nó gọi là vô nhân đạo. Rồi tới lúc đó thì thủ tướng hồi đó hình như thủ tướng ông Blair, phải ông lên tiếng, ông chỉ trích cảnh cầu thủ luôn. Thành lúc đó bên ông có hai đám, một đám nữa thì cũng một số lắm Phật tử bắt đầu công kích lại cái ông này. Bây giờ quay cái lịch sử cái đất nước Anh trở lại thế kỷ thứ 16 thì cái độc quyền tôn giáo hai bên tranh luận. Thế là một bên á, thực ra cái này bây giờ là một người mà què như vậy á, đương nhiên nhiều què không á, mà hai người giải thích khác nhau, mà chỉ một câu nói không mà người này thấy là nhân đạo, người kia thấy là vô nhân đạo. Thực sự ra là ở mình không thấy có cái gì không nhân đạo hết á, không có nhiều vô nhân đạo hết á. Là nói rằng nó què, thiệt sự ra là mình nói là vì kiếp trước là nhưng mình không có chơi. Nó thực ra thì bây giờ lỡ là tu ra mà tu té xe thì tới thì nó có hai cách nói trong á, tới hết té xe nó tại sao què chân á, ai biểu đi ổn chưa què chân, nó tôi giận thiệt, nhưng mà an ủi nó lỡ đi ổn rồi thì tại mình đi ổn thì làm sao được đi ổn, thì nó vẫn kêu mình tại mình ổn vẫn chịu trách nhiệm, cách và có cách hiểu. Nhưng mà diễn cái cách mà nói rằng á là kiểu mà rủ anh ta thì cũng có chuyện đó, mà có chuyện này là có chuyện là cái chuyện này giờ chị đi tu rồi, cái gia đình đó, gia đình là đệ tử đi thủ ông Gia Lam này, mà chị đó cái lớn chị đi theo sinh hoạt trong cái thì sẽ học trường Tây mà, nó sinh hoạt quen
thành ra là chị mới đi theo cái đàn các thằng cha rồi đi cứu trợ từ thiện. Mình tới bên cha học cứu trợ từ thiện hay lắm, phải giáo lắm bạn, mà chỉ ưa cái tiền thành chị bỏ chị đi theo chú luôn, chị đi luôn. Thế con bữa cái vô trong cái viện mà mấy con nít mà tàn khuyết á, để hỏi ông cha, hỏi nó tại sao mấy đứa này sinh ra con nít mà sinh ra mà què quặng thế này, nó tại chú muốn vậy, chú muốn gì ác vậy, chị bỏ chú luôn. Chú muốn chú gì muốn sao. Thành ra là cái cách giải thích nhưng mà người ta chấp nhận được. À, kiểu như cái mà tsunami á, tsunami ấy, bên úc là có hội thảo là cái mình cha hội thảo thôi, người ta tòa liền ác rằng chú muốn chú trừng phạt. Ở Việt Nam cũng mới nghe nữa, chú trừng phạt sợ đưa chú là thỏa ăn diệt chủng, giết nhiều người quá. Thiệt ra mình ở đây mình nói thiệt nhưng mà những người khác không nhìn thấy cái chuyện này. Thành ở đông nó còn gọi là cái giá trị quy ước á. Ở trên đài thay nói giữa cái Hồi giáo mà cái chuyện mà ta ôm bom với tự sát đó, đối với người mình cho ác nhưng đối với họ là một cái chân lý, biết ai trúng ai sai. Thực ra mình nói là ác thật đó, nhưng đối với họ cái thế giới này thực ra chỉ là tồn tại là nhờ Chúa bản định. Nhưng mà cái như vậy theo số đông, chỉ người nào có cái trí tuệ thực sự thấy rõ biết đây là cái chân lý thực sự thế nào. Cho mình không nói rằng là những người nói thì giải thích theo Phật giáo đúng hay giải thích Thiên Chúa chưa biết ai đúng. Chỉ người nào có trí tuệ bằng cái niệm mình. Chứ còn ngoài ra theo cái thành kiến của mình thì như vậy quy ước thứ nhất là sao, quy ước thứ hai là quy ước tự nhiên, là sinh ra trong một cái cơ cấu óc não như vậy, sinh ra luôn như vậy thôi. Thì quy ước thứ hai là quy ước thiên nhiên, tất nhiên là nghĩa là nhìn cái cột nhà, thấy ai với cột nhà đêm mà dựa, mà con mọt nó nhìn cột nhà đó nó nghĩ nó ăn, thấy chưa? Mà con chó nhìn cột nhà nó sợ, vì cột nhà nó sợ. Cột kia cột nhà nó sợ. Thành nó cũng nhìn một chút, nó quy ước nó khác. Tức là đó là quy ước tự nhiên, con mắt người nó khác. Thì cái thế giới này á, không có ai nhìn thấy sự vật giống nhau hết á. Mấy anh chị học cái tâm lý học Gestalt Theory thấy rồi. Nhiều cái hình vẽ, nó vẽ ngộ lắm. Mà mình biết chắc là cái thực tế không phải như vậy, nhưng mà con mắt mình thấy nó vẽ cái hình như thế này, mình thấy 2 thành 3. Hai cái mặt đấy đó, nó vẽ nhiều cái hình lắm, cái summary này mà mình biết chắc không phải, nhưng mà nó tạo hình tướng. Thì cái này gọi là chân, mình bị cái chân lý quy ước, mình thấy đúng là nhưng theo quy ước không được. Giống như câu chuyện mà nói rằng là cái người mà ngồi trên thuyền á, hay đi xe lửa, mình thấy đi xe lửa, mình ngồi chỗ mình tự nhiên thấy xe lửa nó chạy, nhưng mình lúc đó mình biết rằng xe nó chạy thì chưa tới giờ, thì mình biết tại sao nó chạy rồi, chứ còn người thứ không bao giờ biết. Cái người mà chưa bao giờ đi xe lửa mà chưa bao giờ biết xe chạy mấy giờ lên ngồi tự nhiên thấy xe mình chạy là mừng là thôi xe chạy rồi. Bây giờ thì chính câu chuyện này mới cãi nhau ở cái chỗ mà giữa ông Galileo với lại là cái Hồng Y là cái gì tôi quên tên ở bên Tòa Thánh á. Tức nhanh nói trái đất nó quay á. Thì bên cái điện của ông Galileo thì ông có chứng minh là tại sao mà nói rằng là trái đất quay, mình ở đây mình thấy. Thì nếu mà bình thường nó quay tại sao người ta không dăng để nó quay thì phải dăng nha. Để cái đồ trên bàn quay chứ ngồi cái gì nó dăng hay sao nó không dăng. Nhưng mà đó thì ông giải thích được là vì ông chưa biết luật hấp dẫn. Nhưng mà cái ông chứng minh á là để tại sao mình thấy nó quay, mình thấy mình quay á. Ông lấy cái thí dụ là làm xuống với một chiếc thuyền, một chiếc thuyền chạy với một tốc độ đều với bình trên này, biểu đeo vào đó đem những con muỗi này, chim để đủ thứ trong á, ngồi trong thả nó chạy qua chạy lại, mình đem cái banh mình vừa qua vừa lại nữa, thấy chưa nè. Cái điều tức là ông chứng minh rằng á là mình không có ảo giác cái chiếc thuyền nó chạy. Thì sau đó ông cha cũng liên tục đảo lại. Nó quả thực là người ta ngồi trên thuyền á, ta thấy cái bờ nó chạy chứ không thấy đất tàu chạy, thấy chưa nè. Nhưng mình biết chắc đó là cái bờ chạy, là cái thuyền chạy chứ không phải bờ chạy. Thì đây là thì những cái này thức thực ra tóm lại có mắt ta có ảo giác trong đó, nhưng mà bằng cái lý trí người ta biết rằng là cái gì chạy, cũng như là mình ngồi chắc chắn ai ngồi thấy xe nó chạy thôi.
là cái cảm giác này, con mắt cũng thấy này, cái cả cảm giác mình cảm thấy những xe nó chạy thật đấy, nhưng mà cái lý trí biết chắc là không chạy. Thế nhưng mà thực ra cái lý trí mình đây vẫn lý trí tiếp tục, nó vẫn tương đối trong cái phạm vi đó. Vậy thì còn cái chân lý tuyệt đối nữa. Thì để gì thì hai cái chân lý tuyệt đối gì để khi mà Bồ Tát vào đời nhìn thấy hai cấp bậc cái chân lý này, đi theo và ghi thuyết pháp nhìn hai cấp bậc chân lý này. Thì cái phần này cho nên chỉ nói để nói tóm này là khi mà ông hiện bệnh thì có hai cái vấn đề trong nhận xét. Nên là với các hàng khác thấy ông này bệnh thì đây chỉ là một cái trường hợp mà gọi rằng là phương tiện với đồng kịch, vì không có bệnh mà vẫn chứng tỏ bệnh, nhưng với người khác không có bệnh thật. Là có hai cách nhìn là trong cái phương tiện bệnh đó nè. Rồi, thì cái, từ cái chỗ bệnh này không nè, thì khi bệnh á là dùng cái phương tiện bệnh này á, khi mà mọi người tới bắt đầu giảng thì trong cái giảng này thì trong cái đoạn này thì mấy anh chị đọc mới hiểu được, cái tôi cần nói dài nhưng mà trong cái thiệt trong giảng thì cái thân trong mấy cái thì trong đó là tôi đọc cái đoạn này ha, cái đoạn này là phân tích này. Thì trong cái phần này trước hết là mình hiểu cái chữ hiện bệnh cái năng em nè. Trong hiện bệnh này là cái có hai cái chân lý trọng, một cái chân lý quy ước là thực hiện giao phương tiện, mà một cái thực tế nó là cái bệnh này là cái gì, và hai cái phần hai cái vấn đề thì nhưng mà đừng nhớ thôi, sau cái phần mà chương mà cái chương văn thù sanh bệnh thì mở từ từ với mình nói cái này rồi nói cái triết lý trọng á. Còn đây thì chưa nói tới triết lý, nói cái mức bình thường, nhưng mà mình ý thức về cái chuyện đó. Thì bây giờ này đại thì ông mình nói nè, mới đầu là nói rằng các thân là vô thường, là không vững mạnh cái này rồi ha. Thì mấy ông mới dùng thí dụ này, thân này như đông bọt này không thể vóc nắm, một cái thứ nhất này ha. Đông bọt mưa nó chảy xuống thành cả cái đông bọt thế này này, vóc một cái tan, vóc một cái nó tan. Thì cái này thí dụ cho sắc, người ta có năm sắc thanh hương vị xúc, cái này là sắc, sắc là cái thân thể bên đây này, cái thân thể ở đây á nó tụ hợp cái gì nhiều cái chất lắm, là đất nước là gió, cứ nói đất nước là gió đi, nó tụ hợp lại nhưng bấm tụ hợp thành cái thân người, nhưng mà nó sốt lắm, tức là nó bóp nó rã lúc nào ngay, tức là phải quán thân như tụ mạc, hay là cách thứ nhất quán sắc, sắc như tụ mạc. Đây là cái cách để quán sát, là cái tu tập của thanh văn, chủ yếu của thanh văn trong mà đời. Nhớ rằng như vậy là bắt đầu dạng bằng cái pháp thanh văn, thiền phương tiện dạng pháp thanh văn. Tức là giảng pháp người ta có thể kinh nghiệm được, dùng cái thí dụ nhưng bằng kinh nghiệm được. Thì cái giai đoạn là thực sự là giai đoạn bắt đầu tu trí đó, quan sát là quan sát trí đó. Là quan sát nè. Giai đoạn thứ hai này, thân này như bóng nước, bóng bóng nước ấy, không tồn tại lâu nè. Thân bắt đầu là bọt ấy, thứ hai là thân này như bóng nước không tồn tại lâu, thứ hai là bóng bóng nước, cái đó là thọ, là cảm thọ, cảm giác cảm thọ. Cảm thọ thì nó còn có ba cái thọ phải không, có năm cái nhưng mà thường thân thì nó có ba thôi, khổ thọ và lạc thọ thôi. Thì trong bao giờ á là thực ra là từ khi ngủ mới biết, nhưng mà lúc nào cũng cảm thọ, không lạc thì khổ hoặc là dưng dưng, nhưng mà thường nó thay đổi nhau, khổ có lạc nó liên tục thì trong cái cảm thọ. Nhưng mà cái cảm thọ này thí dụ nó là như là cái bong bóng, nhưng bóng tức là nó có phình đó, nó vỡ phình rồi, thì cái cảm giác mình như vậy là nó phình đó, nó vỡ. Thì để dùng cái mà quan sát, thì cái cách quan sát đây là cách mà tu tập của người mà để trong thanh văn á, là khi mà người ta quan sát được cái đông bọt, hiểu được cái đông bọt, rồi sau đó quan sát được cái thân mình, để quan sát tới là thấy thân là như là đông bọt, thì cái này phải đòi hỏi sự quan sát. Cho mình nói không thể mình nói thì nghe nó hay thôi, nhưng mà thực sự quan sát, tức là thấy thân như đông bọt.
thì cái này phải luyện tập, luyện tập mới được. Đơn giản nhất á, bây giờ là cái quán tưởng tôi là cái thân tôi là như cái trái chuối, mà quán sát sao thấy mình thành trái chuối thiệt khó lắm, không có thể quán sát được, nhưng quán sát cái thành điên. Chứ điên hôm trước nó điên là mấy người điên, mà cái thằng điên nó sợ nó thành cái gì người ta ăn mất nó đó. Tôi kinh cái chuyện, ai nhớ cái chuyện này không? Có chuyện cái kiểu chuyện điên hay tôi quên mất rồi. Mình chỉ điên cái đội mình nhớ, mình không nhớ được. Nhưng mà cứ nói đi, dạ tiếc là mình điên á, tới độ rồi mình có cảm giác cứ ám ảnh tôi là cái trái cam, là trái táo ấy, cái trời người ta nó sợ quá nó chạy trốn không à, nó sợ người ta ăn không à, cảm giác tôi là táo. Thì mình gọi là điên ấy, nhưng mà nó tưởng tượng ra, mình có thể tưởng tượng được. Nhưng mà tưởng tượng đó vì không giống mọi người, tức là không đúng với cái thực tế chung với mọi người thì thấy nó sai. Còn nếu bây giờ mình cứ quan sát này, mình nói đây là bong bóng, quan sát hình thân này như bong bóng, mình thấy được cái nguy hiểm của nó. Tại vì mình quan sát được rằng là cái thân này trái cam mà sợ người ta ăn, thì quan sát này chẳng được bong bóng được. Nhưng mà vì kia không có chủ động, thành ra điên, còn đây là chủ động, mình cứ lúc nào mình cần thì thấy, không cần thì thôi. Thành ra những cái như vậy nó cụ thể lắm á, có luyện tập mới biết. Thì là cái bong bóng là cái thứ hai là thân này là quán nó là dương diệm. Dương diệm trong chữ Hán người ta cũng dịch là chữ giả mã. Giả mã là ngựa đồng. Cái thí dụ mà có dễ đồng, ngựa đồng hay con dê khác được. Là cái trời nắng hơn nè. Cái trời nắng trên cánh đồng xanh như thế này này, thì cái con mà con dê hay con ngựa nó khác á, cho nó thấy xa, nó thấy trước mình luôn là có dòng nước chạy tới, thì giống như đi chơi mà đừng nhựa mà đừng nắng á, thì ăn thấy trước có vùng nước không, nó cứ chạy tới nước, nó chạy tới hoa như thế này. Cái đó gọi là quán nắng, tức là dương diệm, tức là cái hơi nắng bốc lên dương diệm. Thì dương diệm đây là gì? Đây là tưởng. Ai học cho rõ này, sắc thọ tưởng, sắc là gì, thọ là gì, tưởng là gì, thầy biết không? Tưởng là những ấn tượng đó. Bắt đầu mình á là mình nhìn á, mắt nhìn nè, mắt nhìn á thì thấy đây á, thực ra mắt nó không nhìn thấy cái gì hết á, nó không biết cái này là cái gì, nhưng mà chuyện bắt này, đây là màu xanh nè, đây là hình tròn nè, đây là hình cầu nè, đây dài ngắn, những đập vào con mắt, rồi sau đó trong mắt thức á bắt đầu cô những cái lại để cái này là cái gì, đấy. Thì cái này là người hay là cái này là trái ban hay là cái này là trái quýt, thành những khái niệm, thì khái niệm là tưởng, tức là nó kết hợp cái đó lại là đây là cái vai trò của tưởng trong cái nhận thức á. Thì cái tưởng đó là như quán nắng, nó giống như quán nắng, thấy chưa? Quán nắng. Thì cái thứ năm là như huyễn là ảo thuật, mình hay dùng là ảo thuật, là huyễn thuật, trò ảo thuật. Ảo thuật là mấy cái ông ảo thuật mà David Copperfield á. Đấy. Biết ông này không? Chưa biết ông này hả? À, để làm trò hiểu thuật á. Tức là làm mà mắt như người ta đó. Thì cái ông hiểu thuật dễ dàng nhất á. Là ngồi bây giờ này, tay tôi hai tay không có gì cả nghe này, coi tôi làm này. Tôi làm đâu rồi. Chúng nó bay đi. Tức là không có làm như có vẫn thuật. Là tôi lấy khăn tay, tôi đụ lấy khăn tay này làm cho ngồi thành con thỏ. Tôi rủ tiếng rồi tôi rút tất cả con chim nó bay. Cái đó gọi là trò hiện thuật. Nhưng mà cái hiện thuật này là người ta làm giỡn. Nhưng mà trong cái chịu hiện thuật, thế giới không có gì cả. Mà tự nhiên sáng tạo ra một cái thế giới, cái đó gọi là trò hiện thuật. Thành ra trong cái sáng tạo của Thượng Đế luôn luôn là sáng tạo đúng cái hiện thuật. Nó không có gì cả, mà không biến thành có, đó gọi là trò hiện thuật. Thì cái thức nó cũng hiện thuật như vậy. Cái nhận thức, thức là nhận thức của mình đó. Cái biết của mình chỉ là biết cái trò hiển thuật. Thì mình nó có 4 cái này. 5 cái sao 4 được? Cái hành này. Hành như ba tiêu. Hành như ba tiêu, hành như là cái chuối. Hành đó là những cái động lực, những cái tham muốn sân si, những cái đó gọi là hành. Những cái hành, hành thì như ba tiêu, những cái chuối. Cái chuối nó không có cái lõi. Tức là cái chuối bắt vỏ, cái bắt hoài đó. Còn cây nào á, mình đẻo
đẻo trong hội nó có cái lõi cây trong đó, thành cái chuối nó có cái lõi, thành cái hành, hành là những cái tham sân, những cái này thiệt đó, nó không có cái lõi. Rồi, cái chuối quan sát năm quẩn. Thì cái phần này trong trong cái nguyên thủy, nhưng mà để nhắc lại là cái khởi điểm từ cái chỗ quan sát của những Phật để thành, ngay là có tu tập đại thừa, có gì cao siêu, nó phải từ cơ bản quản lý thân mình, quan sát cái thân này, cơ bản cái thân quan sát, rồi cái từ thân mình quan sát ra bên ngoài. Thực ra mình quan sát lấy thân mình quan sát này, vì đau mình biết, vì cái thân này có cảm giác, mình biết nó đau này, biết nó xấu này, biết nó tốt này, mình biết nó thay đổi. Lúc nó trẻ mình cảm giác nó già ấy, ngồi đi ra đường tự nhiên bây giờ bắt đầu sốt mắt, nghĩ chắc là mắt tôi sắp mù rồi, tôi lo, tôi sợ sợ thấy mắt tôi nhấp nhám mà tôi sợ nó đen đi, tôi phải rõ ràng mình bị ảnh hưởng tới sắc, thì lấy cái sắc mình quan sát sắc chính mình, sắc đó mình quan sát cái sắc bên ngoài là vật chất, mình quan sát thế giới được, cây cối sông núi mình quan sát không được. Thực ra có hai cách để quan sát, lấy sắc bên ngoài để quan sát mình, tất cả lấy bên ngoài, cây cối rồi thấy những cái cây này nó bây giờ tốt đẹp như vậy, rồi ngày nào nó héo, nó vô thường héo đó, rồi lấy ta cũng vậy. Nhưng đây quán ngược lại, cái rõ ràng là mình từ nào tới giờ bệnh hoạn tất cả mọi thứ đó từ cái sắc này mà ra, thì quán sắc bên ngoài nó cũng vậy. Tức là đây là gì để nhận được cái bản chất của cái tồn tại, nhưng mà cơ bản thực ra dựa trên mình nhiều hơn, chứ dựa ngoài nó khách quan, cơ bản vẫn phải quay lại trên mình để mà vì đấy mình cảm giác được. Bây giờ tôi nói rằng thế giới này vô thường, thực ra vô thường, có hồng lúa nó sập nữa, tôi thấy tỉnh bơ. Bây giờ nó ngồi đây tự nhiên nghe cái máy lọc sơn nó sập tan thành bình đĩa rồi, rõ ràng vô thường, nhưng mà tôi tỉnh bơ. Nhưng mà chỉ cần nghĩ rằng lỗ tai tôi bị đứt hay là tôi thấy vô thường á. Đó chứ. Cho nên ta lấy cái thân mình quan sát, thấy được cái nghĩa bản chất của cái tồn tại bên ngoài. Thì mà quan sát phải năm cái tại vì nó hợp thành một cái ngã, nhưng mà năm cái này tạo thành một cái từ ngã sắc thọ tạo thành, từ năm cái này tạo thành một cái từ ngã, tức là một cái ta. Thực ra cái này nó nhận thức đeo thứ tự trống, cái này học A Tỳ Đàm thì mình mới nhớ, còn tôi nói vắn tắt thôi cho học nó dài dần lắm. Trước hết là sắc này, sắc nó gồm có ngoại cảnh với nội tại, và năm cái sắc là cái để thấy, cái để nghe, nhưng mà nói chung có mắt thấy thôi. Thì cái sắc ngoài sắc nó đập vào nhau, trong này cảm quá trình đóng, trong này phân biệt nó đập như thế nào, cái tiền sắc này nó như có cho nó đập vào mắt này, thì căn cảnh nó giao tiếp với nhau, thì căn cảnh giao tiếp với nhau thì thức nó khởi lên, thì ba cái nó kết hợp lại, căn cảnh thức ba kết hợp lại, tức là nhận thức đó kết hợp lại, thì ngay lúc đó là gọi ba cái này gọi là xúc, xúc là tiếp xúc á, không bao giờ thiếu. Nghĩa là phải có căn mà xuất hiện tới chỗ nó mới thành, mà có cảnh xuất hiện nó mới thành căn. Thí dụ như sắc để ở ngoài đời chả ai biết nó, nhưng mà khi nó xuất hiện trên con mắt thì lúc đó nó mới thành đối tượng, mới biết rằng cái sắc nó tồn tại. Mà khi hai cái này thì phải có thức, ba cái không bao giờ rời nhau, nó gần như là thì hai cái này hợp lại thì có thứ ba, là ba cái không bao giờ rời nhau, thì ba cái này tạo một cái gọi là xúc, là tiếp xúc. Mà ngay xúc là có thọ liền, thọ là cảm thọ. Thì cảm thọ này là gì? Thọ nó có hai cái chính, là thọ tăng đích và thọ tổn giảm. Cái thọ mà cảm thấy nó hài hòa, nó thích thú, thọ là thọ tăng đích. Thành ví dụ mình ngồi đây này mà tự nhiên gió tới nó mát, thì trong cái mát này mình gọi là lạc thọ. Nhưng mà lạc thọ luôn luôn có lạc thọ là có tăng đích, là tăng đích có hai cái. Một là vật chất, tức là có mát mẻ thì da dẻ nó hồng hào vậy nè, thì nó tiến về vật chất. Một thứ hai là tinh thần, tức là mát mẻ thì mình thấy vui vẻ, khỏe khoắn, thì thọ tăng ít. Nhưng mà nếu mà thọ khổ thọ là tổn giảm, nóng quá, một cái nóng hoài chứ ngồi héo ho, mà nóng quá cũng sinh ra buồn bực, cái này gọi là tổn giảm, thân và tâm nó bị tổn giảm. Nhưng mà cái con người ta cái phát triển vật chất nó có giới hạn, nghĩa là cái cảm thọ mà lạc nó tăng thì vùng đó nó hết. Mình nó ngồi là ngồi thiệt ra ngồi trong phòng lạnh, ngồi tới bữa nào tới ngồi cả ngày, ngồi cả nguyên cả tháng vô phòng lạnh luôn đi, chả chịu nổi đâu, chả có tăng nổi đâu, tổn giảm không có tăng nổi đâu. Tức là cái vật chất nó như cái sóng lên tới mức đó nó giảm,
chứ không đều được. Cũng như ban đầu á, mới ngồi mở màn hình đó, sắc là con mắt nó phải nhìn nó theo nè, nhìn sắc nó đẹp đẽ mình thấy con mắt nó phát triển á, nhưng mà nhìn đổi nó loang mắt à, nó mỏi mắt. Thành ra là cho nên cái vật chất nó có giới hạn của nó. Nhưng mà đầu tiên á, mình đây là nói có sắc tới thọ này, là luôn luôn có thọ, tại vì là hàng ngày không có khi nào không có tiếp xúc. Ngay là ngay khi con nít mà từ trong thai mẹ đã có tiếp xúc rồi, ít nhất là xúc cảm xúc, là có cái xúc, mà xúc luôn luôn là tạo nên là cái thọ tăng lên với tổn giảm, đó là thọ nè. Nhưng mà cái thọ này tới một giai đoạn là nó mới có cái tưởng, thọ trước nó mới tưởng. Vì trong cái thọ này ban đầu có mắt, ví dụ mình nhìn con mắt hay là nghe cái mát nó, nhìn cứ nhìn con mắt đi, nhìn đầu tiên là mình nhìn con mắt như vậy nó có tăng được tổn giảm, nhìn cái màu sắc vừa, nhìn màu sắc vừa thì con mắt nó thấy nó mát, nó tươi thì con mắt nó tăng ít, nhìn cái bóng tối, nhìn hoài mắt nó tổn giảm, thì lúc này chưa có ý thức. Nhưng mà nhìn nhiều ngày, thực ra mỗi lần nhìn như vậy á, thì mỗi lần nhìn như vậy ấy, thì cái này thực ra thì trong duy thức hay là trong a di đà nó như lắm, nó có một lực gọi là cái chủng tử đi, nó ghi là một cái ấn tượng, nó ghi là một cái ấn tượng, nó tồn tại ở trong thức, tồn tại đâu không biết, nhưng mà tồn tại trong thức, thực sự nó tồn tại đâu người ta không biết, gọi là trong óc não, thực ra không biết nó tồn tại đâu, tại vì óc não nhiều khi nó quên, bị một thái giảm mà cái óc nó còn đó, mà bị mất trí, không biết nó tới đâu, sau từ từ ta tìm bắt ta lôi lại, nó biết. Thì cái này thực sự không biết nó ghi ở đâu, ấp nào đây chỉ là phương tiện, cái chỗ tựa nó khi xuất hiện đến mừng chỗ đó nó tựa, thì những cái ấn tượng này á, nó rớt lại, mình nhìn sắc na, thứ nhất ảnh tượng ngoài nó xuất hiện, khi xuất hiện như vậy á, nó không thành hình thù gì cả, tại mình á, mình cũng như con nít vậy, nó không biết gì cả, nó chỉ biết là cái này màu xanh, rồi cái này là hình tắn hình đó, các thứ nó đập vào trong là nó không biết gì cả. Nhưng mà mỗi lần đọc vô vậy thì nó lưu ở đó. Còn cái lần thứ hai đọc vào nữa, thì lần thứ hai này là có cái ấn tượng quá khứ. Hay chưa? Ấn tượng quá khứ. Thì ấn tượng quá khứ này là cái ý thức nó bắt đầu nó bám một cái ấn tượng quá khứ này này. Thì lần thứ hai là cái ấn tượng đọc vào nữa, thì con mắt nó đưa vào, thì ý thức bắt đầu xuất hiện, có đồng hóa này, là cái hồi nãy với cái này là một hay là khác, thì ý thức nó bắt đầu hoạt động, ý thức được, thì cứ đọc vào liên tục, ý thức nó bắt đầu hoạt động, vậy cho nên là ý thức nó bắt đầu hoạt động, thành ra ý thức nó tích lũy tới đủ độ để nó phán xét đây là cái gì. Khi mà ý thức nó tích lũy được như vậy, ý thức đó là cái tâm, nó thành cái tâm, cái tâm là nó chứa, cho nên tâm là cái kho chứa là vậy đó, nó kho chứa thì lúc đó ý thức mới xuất hiện, thì cứ nên là tự nhiên anh nói thằng A Tí Đàm dài quá mà nó văn tắc cũng được, nó dài cũng được, nói lượt chừng thì nó khó hiểu. Thì tôi nói là văn tắc là cái đoạn này không nè, tức là cầm quá trình này, sắc này, thọ này, tưởng này, hành thức này, cái mà đầu sắc không nè, thì thức nó khởi lên rồi, nhưng mà thức này thức con mắt thôi chứ ý thức nó chưa có, tại vì thức có thức con mắt nó mình nhận biết được cái này là cái gì. Nhưng mà thực sự nó chưa phê phán hình ảnh gì, nó chỉ đưa tất cả các cái hình đó vào, cũng như là cái này không biết có thí dụ thế nào hết. Đây, giống như là tôi lấy cái thí dụ này nó hơi quê một chút mà nó dễ hiểu, là ở ngoài kia mình ngồi đây cái cửa sổ không, cái con mắt mình là cái cửa sổ đi, ở ngoài kia người ta chọi đá vô, chọi sỏi vô, chọi vô tôi lượm, cho vô tôi lượm, lượm xong tôi lượm tôi sắp nó lại, lượm mà tôi sắp từ từ sắp nó ngồi tôi sắp thành cái hình cái A chữ B vậy đó. Bây giờ nè, thì nhiều viên sỏi nó bắt đầu xuất hiện với tôi có một ý nghĩa sắp đặt, thì ý thức nó cũng vậy, khi nó ở ngoài cứ đập vào nó kết hợp, nhưng mà kết hợp này nó gọi là dị thục, là cái quán tính quá khứ, nó sắp theo cái thứ tự là vật nó đặt vào thì nó ở ngoài á, đập vào á thì nó sắp theo một thứ tự, cái khung nó có sẵn đây rồi, ví dụ như đập vào con mắt con cá nó sắp khác, mà đập vào mắt con người nó sắp khác, tức là trong con mắt nó sắp,
căn thức nó sắp, nó sắp lại này, rồi đó tưởng nó bắt đầu tưởng cái này nó có ấn tượng, tức là ý thức nó tích lũy trong thời gian sau bắt đầu nó phê phán cái này là cái gì, tức là đây nó đây là trái cam, khi mà nó trái cam nó bắt đầu nó có ấn tượng, nó bắt đầu này nó phải kết hợp này, thứ nhất là cái màu xanh này, tức là đọc như là hình cầu này nó kết hợp lại cả vị, cả hương vị ngọt đủ thứ trong á, và đây một cam, khi đây là một cam thì trong xuất hiện cái từ ngữ đó, mình ghi thẳng cái từ ngữ trong đó, đây là cam, bất cứ từ ngữ nào nó gọi là orange hay là orange hay là tiếng cam hay là cái gì đó muốn gọi vô thành nghĩa, thì lần sau mà trí xuất trở lại á, cái này đọc vào thì bắt đầu ý thức xuất hiện, nó cái đồng hóa, nó lùi cái quá khứ ra, nó so sánh, khi lùi quá khứ ra nó giống nhau, những xuất hiện cái từ cam xuất hiện tên là trái cam, thì giai đoạn đó là thì gọi là tưởng, nhưng mà từ tưởng rồi á, thì khi trái cam sẽ đến nó nghĩ thế này, ta sẽ làm gì với trái cam này, ta ăn hay là cái ta đem vú, là bắt đầu giai đoạn hành, tức là trong này bị kích động bởi những cái phiền não, mà những phiền não thường là quá khứ, hành rồi tất cả những quá trình này, sắc thọ tưởng hành tức là ấn tượng rồi ấy, sắc thọ tưởng hành cảm nhận thức như vậy, khi một cái cam xuất hiện á thì nó xuất hiện thì cả cái màu cái xanh vàng đỏ trắng này, cả cảm thọ trong đó, cảm thọ là lạc hay là khổ, tức là chua, mình cảm giác là thích hay không thích trong đó, rồi cả cái ấn tượng đó nữa, và sau đó là cả cái là tham hay không tham trong đó nữa, là xuất hiện đủ ba năm bốn, và tất cả chứa lại thành một cái trái cam, chứa thành trong con có chứa gọi là thức, thì năm cái, thì năm cái thức này nó tạo thành một cái từ ngã, là vì sao, là ban đầu á là nhận thế này, tới lúc đủ biết là trái cam, ngày mai thấy lại nữa, thấy là trái cam, tại sao ta biết nó là trái cam, thì hôm qua ta thấy, thì hôm qua có cái ta thấy, hôm nay cũng cái ta thấy, có một cái ta, hôm qua bên này vẫn một cái ta, thời gian sau nữa, như vậy bắt đầu xuất hiện, vậy là có một cái ta, thì cái ta xuất hiện từ từ, con nít mình sinh ra mình không nhớ là vì á, là nó tích lũy chưa đủ, ý thức chưa hoạt động, cho tới khi nào nó nhận xét rằng là hôm qua cái này ta đã thấy rồi, nay ta thấy rồi, phân biệt được thì có cái ta xuất hiện, thì bây giờ là căn cái trên cái ta này để mình nhận, thì cái ta này thành cái trung tâm để nhận xét cả cái thế giới này, thì đây á, thì thực ra là cái này là mình không nói là trong kinh dưới vô cực là người ta cắt hết tất cả cái đoạn dưới coi như mình học rồi, đây là cái, những cái cơ bản của cái giáo lý này cắt rồi, ta nói cấp trên cũng giống như là mình đi học toán vậy đó, đi học vậy đó, cả chương trình như trung học hết rồi, ở trên này lên bắt đầu là nó vẽ hàm số, vẽ đồ thị thôi, khỏi nữa, khỏi ngồi lên là mà lên mà vô mà học mà toán mà đại học bắt đầu cộng hai với hai là bốn, hai là một, là hai là bốn, ba là sáu, không học được nữa, học ở dưới này rồi, nhưng mà đây tiếc, mà đây là mình học với mơ cập, mình học nhảy thì cũng thể hiểu được, nhưng mà nếu muốn hiểu thì phải hiểu cái ý muốn nói gì, cho mình hiểu chi tiết á, là thực ra phải hiểu cảm với quá trình như vậy, vì sao ta cần diệt cái ngã trước. Thì trong này tôi nhắc lại, tôi nói dài dài một chút, tôi rốt lại thế này, là khi mà Duy Mơ Cật đầu tiên vô nói tới quán, đây là gọi là quán năm uẩn đó, toàn là gọi là thân, nhưng mà thân này phải phân biệt, quán thân đầu tiên nó là quán thân như bong bóng, đây là biết là quán sắc, quán thân như bọt nước, quán đầu tiên là quán thân như bọt nước, đây là biết là quán sắc, quán thân như bong bóng biết là thọ, cho tới rằng là quán thân như là quán nắng biết là tưởng, quán thân như là cây chuối biết là hành, và quán thân như là huyễn, là trò huyễn thuật đó biết là thực, quán năm cái này sắc thọ tưởng hành thức, những cái này nó cấu tạo, nó hoạt động, thực ra là một thôi, hoạt động với nhận thức cái thế giới bên ngoài, cuối cùng là có cái thế giới bên ngoài, có cái ta thấy, hôm qua ta thấy, nay ta thấy và mai ta cũng sẽ thấy nữa, tức là có cái ở ngoài để mình thấy, và cái ta trong mình thấy hợp thành ra một cái thế giới, mà cái thế giới nó thành cái ta, mà cái căn với cái ta mà quan sát, để hiểu được cái ta này, để hiểu được cái ta thì hiểu được cái thế giới, lấy mình nó làm quan sát, thì cái này trong triết học phương Tây nó có cái, cũng có ban đầu tiên người ta gọi là quan sát cái vũ trụ thế này, đi tìm hiểu vũ trụ phân tích, nhưng mà thực ra ta hỏi bây giờ này, hỏi cái cây là cái gì, cây nó không biết trả lời, thì mình trả lời thay cho nó, mình nói cây là xanh lá cây gì thì trả lời cho nó,
Nhưng mà cuối cùng hỏi ta là ai thì mình tự trả lời được và kinh nghiệm được. Nếu mình trả lời ta là ai, bắt đầu mình hỏi cái cây là ai. Cho mình hỏi cái cây là cái con chó, hỏi con chó mày là cái gì, con chó không biết trả lời. Nó biết thủ ngắn ngắn nhưng không biết trả lời. Nhưng mà nó cũng có suy nghĩ như mình. Thì mình lấy mình quan sát. Mình quan sát từ mình trước, thành lấy cái thân này quan sát. Thì trong cái quan sát này nó có mấy quá trình á. Là thứ nhất là quán cái vô ngã, tức là ngã không. Thứ hai đó mới pháp không. Là cái ngã không, ngã là ngã đây hiểu là một con người. Ở đây mọi cái tồn tại lấy ta làm chính. Nếu không có ta thì ta không biết thế giới này là gì. Mặc dù mà tôi biết rằng tôi có chết đi nữa thì thế giới nó vẫn còn. Mà trước khi có tôi thế giới nó đã có rồi. Mà sau khi tôi chết thế giới nó vẫn có. Nhưng mà nếu mà tôi có tưởng tượng là tôi chết thẳng cẳng, tôi biết gì cả, tôi thấy thế giới sụp đổ mất, không còn gì cả, không còn bất cứ cái gì, bóng tối thôi. Thành ra thế giới là tồn tại, không có cái ta, thế giới tồn tại. Cái này là cái triết lý. Tôi không biết nói vậy có ai có nghe có ra không. Cái này phải chiêm nghiệm nó mới thấy. Thì cái phần này thực sự ra mà nếu mà không đi vào được thì khó mà lãnh hội được cái chỗ như vậy. Sao nó còn vậy, cái còn khó nữa. Thành chúng ta đi bắt đầu cái phân tích về cái ngã. Thì giờ mà bỏ thì giờ nó ngã thì nó mất thì giờ đó. Nhưng mà mình lấy từ từ này. Đầu tiên á, thực sự ra là đầu tiên vì sao người ta khái niệm quá về cái ngã một cái tôi. Là cơ bản nhất á, là người lấy cái nằm ngủ chiếm bao đấy, thí dụ đi. Ở ngoài này mình nằm ngủ đây này, mình nằm đây á, là ở Sài Gòn. Mình đi nhiều lắm á, là chiều nay có đi bộ, mình đi xe đạp á, chạy vòng vòng lên Thủ Đức là chạy về là cùng. Mình nằm trên ba bụng như tôi chạy, tôi thấy tự nhiên tôi ở Hà Nội trong lúc sau. Vậy là người ta cảm giác là hình như có cái linh hồn nó đi. Ta không hiểu tại sao linh hồn. Đấy, thứ nhất cái ấn tượng linh hồn. Linh hồn này á, là kiếp trước có sao không biết, nhưng mà chắc chắn là ngay từ khởi từ ta nghĩ có linh hồn. Nhưng mà từ cái chỗ này người ta suy nghĩ này, là khi nằm ngủ á, mình không biết gì cả, chắc là cái linh hồn nó đi chơi. Rồi khi mình thức cái linh hồn nó về, thành hồi con nít á, mà nói với người ngủ á, là mà mình á, đừng có vẽ râu, vẽ râu đó, cái linh hồn nó về. Thấy lạ đi luôn. Cái này không? Đó là khái niệm rất là cơ bản về cái linh hồn. Trong linh hồn này á, nó là cái từ ngã. Vì sao? Là ban đầu ấy là cái thân này á, là cái thân này thì nó thiệt là cũng như cây cối được vậy thôi, có gì cả hết nè. Nhưng mà nó hoạt động được là vì đó có cái linh hồn. Linh hồn đó chính là cái ta. Chứ cái thân này không phải là cái ta, thân này là phương tiện. Thành khi mình cũng như ngủ, tôi đi chơi mất, còn cái xác tôi nằm đó, khi về thấy không giống tôi nữa, tôi mới vô. Khái niệm cái linh hồn này nó bình dân, nó hừng mực nữa. Người ta nghĩ chẳng lẽ chết là hết đó. Vậy thì chết cũng như nếu ngủ về linh hồn chết kiếp này, nó còn ra kiếp sau nữa, đi kiếp sau nữa hết trơn. Nhưng mà kiếp này kiếp sau này với nhiều tôn giáo thì người ta kiếp sau là hết. Tức là nếu linh hồn này là kiếp này tôi là con người, cái hồn tôi là con người đàn ông, tôi chết tôi lên thiên đường tôi cũng là đàn ông, mà chỉ có kiếp sau lên thiên đường cho nó kiếp thứ ba, không có thứ hai nữa. Cái đời này với đời sau là hết, chỉ có hai đời. Đời này tôi làm người, chết tôi lên thiên đường và tôi xuống địa ngục. Ở đây mà nếu mà con người tôi là lùn, tôi lên thiên đường tôi cũng lùn. Mà tôi nặng ký, tôi lên thiên đường tôi cũng nặng ký. Đó, cái quan niệm lên đầu. Nhưng mà trong cái linh hồn khác nữa là ở Ấn Độ nó có phát điểm đặc biệt với cái từ ngã. Hai cấp của linh hồn. Cái là gọi là linh hồn á, cái đó chỉ là cái yếu tố có sự sống và nó có thể diễn đời này qua đời khác. Cái này là nó khi buồn, khi vui, đau khổ, tức là khi tôi buồn, khi tôi vui. Nhưng mà dù tôi buồn hay tôi vui, qua cơn buồn của tôi vẫn là tôi phải có, người tôi không bao giờ thay đổi. Nói chưa? Cả một đời kinh nghiệm này. Có lúc tôi buồn, có lúc tôi vui, có lúc tôi cười, có lúc tôi khóc, buồn vui khóc. Nhưng mà trong tôi vẫn cảm giác là dù buồn vui
tu vật là cái tôi không bao giờ thay đổi. Vậy thì tâm hiện tại tôi không thay đổi, tương lai tôi cũng thay đổi, và tôi không có hình thù gì cả. Tại vì khi còn nhỏ tôi cảm giác cái tôi, mà tôi lúc đó là ngu ngơ khù khờ hay khóc của tất cả mọi thứ hết á, vẫn tôi. Tới bây giờ thành ông già bèo hiểu, mà trong nó có cái tôi không thay đổi, mà bên ngoài hình dáng thay đổi, tâm tư thay đổi, tất cả mọi cái thay đổi, mà tôi vẫn là tôi không gì thay đổi. Thì cái tôi đó không có hình thù, không có hình dáng gì cả. Thế nên là thành cái tôi luân hồi, nó có thể là thành con heo, có thể thành con ngựa, có thể thành con khỉ, nhưng còn tôi vẫn là tôi. Thì cái linh hồn này thành cái lòng bất biến. Cái linh hồn này là của Bà La Môn giáo, mà thì Đức Phật chống ngay cái linh hồn này. Không có một cái linh hồn như vậy, thành cái chuyện này mà hơi khó giải quyết. Thì trong cái, nhưng mà ở đây cái cấp bậc thứ nhất á, là anh phải công nhận một cái tự ngã. Thì dịch tự ngã đủ linh hồn được. Một cái tự ngã, thì cái tự ngã đó là một cái ta. Thì chắc chắn có người ta. Cái ta này cái ta tâm lý. Ở cấp bậc cái ta này, thì căn cứ trên cái ta này cụ thể, còn mấy cái kia nó vượt ngoài cái khả năng mình. Thì chỉ căn cứ trên cái ta này mà tu tập. Vì sao có cái ta? Cái ta là gì? Vì rằng là có cái tôi thấy, tôi nghe. Hôm qua tôi thấy, nay tôi thấy. Hôm qua tôi thấy như vậy, nay thì mong rằng mai tôi sẽ thấy như vậy nữa. Vậy tôi nghĩ rằng là bây giờ bữa nay tôi như thế này, mai tôi sẽ khác hơn. Thấy chưa nào? Bữa nay tôi là thành ông này, mai thành khác, tức là mong rằng vẫn có cái ta, nhưng mà ta không thay đổi, nhưng mà những cái hoàn cảnh, những cái để cho ta nó thay đổi. Trong Phật bác bỏ tất cả những cái ta này, nhưng mà làm thế nào quan sát? Cho nên đầu tiên là quan sát cái vô ngã này, cái này mới thấy được cái chân lý. Mà thì cái này là cái điểm ách yếu trong nó. Thì bây giờ cái này là cái phần bí mật, tôi không nói dài, giấu nghề. Thì cái chỗ này mà Duy mới gặp, nói trọng tâm cái chỗ đó là nói 5 năm cái chứ không có 8 giờ hồi nãy ta chưa uống, bây giờ ta uống. Hồi nãy là trước là ta chưa uống nha, bây giờ ta uống nha. Nhưng mà ta uống không có ta vẫn là ta. Không, cái phần này giới thiệu nó hù hù vậy là chắc cũng nói hết được. Cái này tôi nói dài lắm, mà nói thì nó chắc hết ngày, người khác mất thì giờ này mà. À, thì trong có mấy từ để nó thôi, tôi nói mấy từ. Trong này thân đám mây trôi nổi lung tung này, mà thân này không tự ngã, bắt đầu từ chỗ này. Bắt đầu này, thân này không chủ tể, là bắt đầu khái niệm về ngã nè. Chủ tể là gì? Là không có ai làm chủ nó. Ngã, trong cái ngã, khái niệm về từ ngã nó phải có mấy cái. Cái thứ nhất là thường hằng, là vì đã hôm qua cũng phải vậy, ta nay ta là vậy. Và thứ hai, tự tại, tức là chủ tể. Vì cái ta đi đâu, ta muốn nhìn, ta ngắm, là mình phải chủ động, tức là tự chủ, tức là chủ tể đó. Thường hằng và chủ tể không có hai khái niệm, không thể thành một khái niệm về cái ngã, một khái niệm cơ bản về ngã. Thì thân này như anh chớp, thân này không chủ tể như đất, như mặt đất không có chủ tể. Từ này, thân này không tự ngã như lửa. Thì cái đất lửa đây là mà dùng cái nặng ấy. Nhưng mà chủ yếu nè, cái là tự ngã, cái này là Atman. Nhớ từng từ nghe không? Trong cái tiếng Phạn, Atman có nghĩa là cái ta không bao giờ thay đổi. Ta hay gọi là cái ta siêu việt, cái ta siêu nghiệm. Ở hàng ngày thì hồi nãy mình nói cái kinh nghiệm bình thường đó. Ra hồi nhỏ là ta là con nít. Ở đây ta trung niên, ta là người già. Dù già trẻ, dù ngu hay dại, dù là học dốt hay học hay, nhưng mà còn biết có một cái ta không thay đổi. Mà ta đâu có hình thù gì cả. Bây giờ mình có thể tưởng tượng nè, mà chắc chắn tưởng từng tôi á, là phải ta, là phải ta thời nãy, người ta thời nhỏ thì thấy thành nhỏ nè, là mập hay ốm, đi quanh lộn như thế nào nè, khôn hay là dại như thế nào nè. Tôi nghĩ ta một lúc nó trung niên thì nó dại như thế nào nè. Tới ai già nữa thì nghĩ ta, tức là cái ta có hình ảnh, nhưng biết chắc hình ảnh này là giả, và có cảm giác là cái ta không dính được hình ảnh này. Cái đó là cái Atman, là cái tường á, một cái nè. Thì trong á, trong Upanishad có câu thí dụ cho hay cho chúng ta biết cái này, là thí dụ hai con chim đứng trên cành cây,
một con chim nó ăn trái cây, một con chim biến giòm. Con chim ăn trái cây, con chim giòm, nó thích thú, nó biết bạn nó ăn trái cây và nó biết ngon, nó có ăn nó biết ngon. Thì một con chim bất động là con chim tự ngã, còn con chim ăn kia con chim đấy là nó có no khi đói khi ăn, con chim này là cái ngã luân hồi. Hai con chim, con chim này mà dùng hình ảnh hai chim thí dụ, thì con chim mà cái luân hồi này chính là cái Atman, là cái tự ngã, còn con chim kia là cái chim tâm lý. Nhưng mà từ hết để đây là cái Atman ngay đó phải có nhiều khái niệm mới hiểu được. Thứ hai là không thọ mạng, chữ La Thập dịch thọ mạng vì khái niệm bên Trung Quốc không có. Cái chữ thọ mạng, cái chữ là Jiva, ở kia hai dịch chữ mạng thôi, mạng hay là mạng căn, tức là sự sống. Nhìn vào con kiến thấy nó nhúc nhích, biết là con kiến có sự sống, thì cả mà chúng ta biết sống, đó là có thọ mạng. Nhưng mà nhiều người ta nghĩ cái đó là có linh hồn, thì con kiến nó có linh hồn, nó mới nhúc nhích. Đó, bây giờ mình thấy đây là một cái con chuột, nó chạy qua chạy lại, nó nhúc nhích, biết nó có sự sống, một chút nằm thẳng cẳng, nó chạy, nó mất sự sống. Tức là mình nghĩ hồi nãy nó, thì nó cũng con chuột đó, đủ chân đủ cẳng hết á, không có thiếu cái nào. Mà kilo cũng chắc cũng chừng đó, mất cái nào. Hồi nãy nó chạy, bây giờ nó không chạy, vì trong mất cái gì? Có cái linh hồn nó mất. Thấy chưa? Thì cái Phật, cái linh hồn đó gọi là thọ giả, cái sinh mạng, cái sự sống. Thì cái linh hồn này là trong cái tiếng Phạn là Atman, là chỉ có trong Upanishad là Ấn Độ nói. Còn cái Jiva là cái thọ mạng này á, mà dịch là thọ mạng hay là thọ giả trong Kim Cang á. Kim Cang là vô chúng sanh, vô tự, vô thọ giả đó. Thì thọ giả đó chính là cái linh hồn. Thì tất cả các tôn giáo đều quan niệm cái linh hồn này là chính chữ Jiva này, ngoại linh hồn này. Đầu thai của đời khác hay là chết, thì vì đây là cơ bản nhất, là có nó thì thấy nó sống, không có nó thì nó chết. Thì tôn giáo nó nghĩ thế đó. Thí dụ người sống thì bây giờ chết rồi sao chết? Lại vì cái linh hồn Chúa kêu lên trời rồi, hay là Chúa giận của Chúa đầy nó địa ngục rồi thành nó chết. Linh hồn nó không có nữa, bắt linh hồn đi mất rồi. Thì bây giờ còn kêu ba hồi bảy vía, kêu nó trở lại thì nó sống trở lại. Thì khái niệm này, khái niệm linh hồn là thọ giả, ai cũng khái niệm này. Ngay cả tuy rằng Phật giả cho rằng không có, nhưng tất cả chúng sanh đều có khái niệm này. Ngay cả chúng ta đây mà chưa chứng quả, trừ phi chứng quả là hả, còn ngoài ra vẫn có khái niệm về linh hồn này. Thì chắc chắn đây chỉ để chỉ được tư tưởng đi, mình chết đi thì nghĩ rằng mình sẽ đầu thai một cái gì, trở thành một cái gì đó, chứ không bao giờ không. Hoặc là mình nằm ngủ chim bao, mình nghĩ rằng là ai cũng biết là trong chim bao chỉ hoạt động ý thức thôi, chứ không có linh hồn gì hết. Nhưng vẫn nghĩ rằng trong chim bao tôi thấy như thế kia, hình như tôi buồn, tôi trong chim bao, một khái niệm linh hồn. Còn cái hồng tâm tôn giáo sinh ở trong tôn giáo nó, cho nên cha chết mẹ chết thì là mình thấy hiện hồn về đó, tất cả mọi thứ đều có khái niệm linh hồn. Nhưng mà thầy, cái thọ giả là có phải là mình, nhiều người có quan niệm là thọ giả tức là mình thấy cái kiếp sau mình sẽ đi về đâu, ví dụ như mình, hoặc là cái kiếp sau nữa mình sẽ chứng được cái gì, đắc cái gì hay là như thế nào đạt được cái đó thì là thọ giả. Cái đó cũng chưa hẳn, cái thiệt ra cái đơn giản đó sự sống thôi, còn thêm một cái nữa, nghĩa là có nó thì sống. Tất cả các tôn giáo đều nghĩ vì cơ bản của tất cả mọi tôn giáo, rồi từ trên cái thọ giả này trồng thêm cái gì nó thì tùy theo mỗi tôn giáo khác nữa. Trong này kể tới bốn khái niệm, là ở đây tôi mới kể tới hai thôi. Cái Atma thì kể còn bên là cái này là thọ giả không, rồi cái nữa là thân này không con người như nước, thân này không thọ mạng, thân này không con người, không con người. Con người đây á, ở trong cái kim cang gọi là vô nhân tướng, vô thọ giả nhân. Nhưng con người tiếng Phạn có chỗ thì dịch không được, người ta dịch là Putgala, là bố đặc dạ la. Mà tiếng Hán không có, là vì sao người ta dịch là bố đặc dạ la mà dịch không có? Vì con người này nó gọi là ngôi vị, tức là person. Trong cái A học tiếng Anh thì biết có ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Thì tôi đi ở ngôi thứ nhất, là mày đi là ngôi thứ hai, mà nó đi ngôi thứ ba thì person là ngôi thứ ba. Cái này gọi là nhân. Thì cái này cái chủ yếu này, tôi đi tôi đứng, tất cả khái niệm về tôi, và tôi thấy nó đi nó đứng, hoặc là tôi thấy anh này tôi nói chuyện, đây là cái này là khái niệm gọi là nhân, là con người. Thì cái mà tạo thành con người là thực sự ra mà tạo thành được con người ấy, là nó gồm cả
là sắc thọ tướng hành thức nó tạo thành một cái thành cái ta. Trước hết là cái ta là có cái thân này ngay đã. Cái thân này để làm gì? Để nó có mắt để nó nghe, nó thấy. Mà khi nghe thì biết rằng tôi nóng, tôi lạnh. Thấy chưa nào? Nóng lạnh. Rồi còn ngoài ra là tôi thấy cái này là người tốt, người xấu, tôi thấy đẹp, tôi thấy xấu. Rồi còn tôi thấy buồn, thấy vui, luôn luôn là phải căn cứ cái sắc thọ tưởng tổng hợp thành một cái ta, có năm cái thành cái ta. Thì cái ta này á, từ mình là nhìn này, luôn luôn là có cái tôi. Và đây là cái ta là cái chủ thể tâm lý, cái chủ thể của nhận thức đó. Đây là cái chủ thể của nhận thức. Thì nó tóm lại này, cái thọ mạng, đây là chủ thể của sinh mạng, là sự sống. Một cái nhân là cái ta nữa, nó gọi là nhân, là Bố Đạt Giê La. Cái ta này là chủ thể của nhận thức và hành động hàng ngày. Không có cái ta này không ai làm được gì hết, mà không biết làm cái gì nữa. Tôi nhớ rằng hôm qua tôi có ký ức, hôm qua tôi biết tôi làm cái gì. Vì có cái Bố Đạt Giê La này, không có cái này không có thể. Vì hôm qua là nói rằng là tôi đi, cái gì đi, cái chân đi đó là sắc, nó không phải linh hồn đi. Mình vậy là cái hôm qua là tôi đi, cái chân đi, cái sắc đi, nhưng mà sắc đó chính là tôi. Vì đi là hai chân đi, tôi nào có cái tôi nào đi, hai chân mới đi. Thì hai chân đó có nghĩa là sắc, mà sắc đó là tôi. Thì cái đó là Bố Đạt Giê La. Tôi thấy cái gì, thấy con mắt thấy gì, tôi nào thấy cảnh là con mắt mà. Thì con mắt đó là sắc. Con mắt thấy, tôi thấy, thì tôi đó chính là con mắt. Thì tôi đó là sắc. Thấy rõ chưa? Chứ còn cái sự sống là linh hồn, nó không dính vào năm cái này. Nó là sự sống có mắt. Không có mắt nó vẫn sống. Mắt lỗ tai nó vẫn sống. Đấy, cục lưỡi nó vẫn sống. Nhưng mà mắt lỗ tắc tôi không thấy nữa. Là mất một phần cái tôi. Thành ra là cái tôi này là cái tôi chủ thể của tâm lý, nó khác với cái thọ mạng. Mấy cái tôi nó khác nhau đó nha. Thế còn cái tôi nữa thì nó bình thường, đó là tôi gọi là cái tôi chúng sanh, trong này không kể. Tức là tất cả mọi cái cơ bản nhất nó phải tồn tại cái đó. Tôi biết nàng ở đâu, ngồi chỗ nào, có vị trí nằm trong không gian thời gian. Nó khác với những sự vật khác. Thì phải có một cái cụ thể, nó khác với hòn đất đứng bên cái cây. Có người đứng bên cây thì cái người khác, cái cây nó khác. Thì đất khái này phải tồn tại, có một khái này phải tồn tại. Bốn cái khái này phải từ ngã cơ bản, trong mình kể chỉ có ba thôi. Thầy cho con hỏi, khi sửa con chạy xe cái có người tạt ngang cái đầu xe con, cái con giận lên, xong cái con mới tự nói với con là tại sao phải giận, thì cái mà tự nói với con đó là cái gì? Cũng cái ta hết, tất cả đều cái ta. Tôi nói, tôi nghĩ, tôi suy nghĩ đều là cái ta hết. Cái ta đó gọi là Bố Đạt Giê La. Tức là bốn cái ta lận. Một cái ta là từ ngã là Atman, một cái từ ngã, một cái ta thứ hai là thọ giả là cái ta Jiva, một cái ta là nhân, nhân là nhân sân á, là Bố Đạt Giê La. Ba cái ta này chính. Thì cái mà thường khái này mới luân hồi là chính là cái Bố Đạt Giê La này này. Vì rằng đó, nó hình như là kiếp trước tôi là ông vua, thì vẫn cái tôi làm vua, cái tôi đó là Bố Đạt Giê La, chứ không có linh hồn nào làm vua hết á. Mà tôi làm vua là phải có sắc thọ tưởng. Kiếp trước tôi làm anh mày đó. Kiếp trước á là tôi, kiếp này á, nói bây giờ kiếp này là tôi không có bất dế, không có bất chim nhỉ đâu. Kiếp trước á chắc tôi bất dế bất nhiễm, thành là kiếp này tôi bị nhốt hoài. Thì nó vẫn có cái tôi đó, cái tôi đó là Bố Đạt Giê La. Cái đó nó, cái đó có, cái đó nó khai niệm mới luân hồi, không có cái đó không khai niệm mới luân hồi. Nãy giờ này còn cái linh hồn á, không hẳn là có khái niệm về luân hồi. Thành Đức Phật nhấn mạnh nhiều nhất tới cái Bố Đạt Giê La này. Còn cái linh hồn cũng còn nhấn mạnh. Cái tu tập chính đối trị với cái Bố Đạt Giê La này. Là thì trong này có mấy cái là cái phần thân này rắn độc như kẻ thù đó, để diễn tả để thấy đồng tìm đọc đấy ha. Rồi tới quán cái thân, từ cái thân này, thân đây là năm uẩn, từ cái thân này quán sát có một cái từ ngã.
Một cái từ ngã này thực sự không có một cái từ ngã nào cả. Đó tức là quán cái vô ngã. Nhưng mà trong này á, quán cái vô ngã bằng cách nào? Quán sắc, nó không thật. Quán tất cả cái gì đều là không thật cả. Tại cái thân này không thật, nhưng không từ chối nó. Thì trong này đưa tới một khái niệm thứ hai. Cái này thực sự ban đầu nói này, nói là từ một cái ý niệm rất là bình thường ha. Là trước hết là cứ cảm giác cái thân mình đây này, nó chịu nhiều cái hạn chế, nóng lạnh. Mình không muốn tắm, ngày nào bắt tắm, tắm mệt quá, làm sao tắm làm cho khỏe chứ rồi. Đó, mà ốm thì uống thuốc, ngày nào uống một lần cho khỏe. Bây giờ tính tôi nói tới chết, tôi uống cần bao nhiêu viên thuốc bổ, 300 viên uống lần, 300 viên uống cho nó. Ui, cho mệt. Nói chung á, là cái thân này á. Nhiều cười. Thì lúc đó thì quán tiếp này, không có đâu bây giờ cho thầy, cho từ ngạo. Cái thân này á, cho nên ta tập thể chất quan sát cái thân này để thấy rằng là mình chán nó. Nhưng mà không phải quán cái sao thân này chán để cho thành đó là tiêu cực. Nhưng mình sẽ biết rằng là ngay cái thân này mình có thể đổi thành cái thân đẹp hơn. Đó gọi là thân Phật. Thì ông lấy rõ này, có Phật thật, đây là có niềm tin, có thân Phật thì có thân ta thì. Thì trong cái này phải có hai niệm khái niệm rõ, mà hai niệm rất khó. Một khái niệm đó gọi là cái thân này là cái sắc thân vô thường, cái thân hai đó là pháp thân. Ý niệm một cái niệm có thân thành nó nhìn Phật tới quá là sắc thân là thân uổng, một cái thân hai đó là thân pháp thân. Quán ra là hai cái. Thì bây giờ mình làm thế nào mà thấy rõ cái thân này nè là nó bất an nè, bất toàn nè, còn cái pháp thân này ấy, là nó đẹp đẽ nè. Cứ nói về thân này ấy, là một lúc nào nó già đi gầy còm nè, nghĩa là già cho đẹp lão thì cũng thích thật đấy. Nhưng mà già cũng súng răng mà đi nó ngã quan nó lại, đi được cái chỉnh mãn nó đi là còn bệnh nói lường thuận nó mất trí nhớ nữa, thôi già nó chán lắm. Nhưng mà già chính trùng được, nhưng mà già nghĩa là như già nó phất phơ như tiên ông thì phải là già cái đông được. Có như chị Xuân Hòa nhưng mà thiếu râu, tóc bạc, nhưng mà tóc bạc đó là tóc bạc nó đẹp đó. Mà là có già nữa, mà già nó có nhăn nheo, nó không ngào đấy cái già, nhưng mà già nó trắng lắm. Thì quan sát cái thân già, nhưng mà đó gọi rằng là cái thân này là cái thân sắc thân nó bị tàn bạo thời gian. Thì giờ quan sát cũng thân này ấy, mà có một cái thân gọi là pháp thân nó tồn tại thì quan sát hai cái. Nhưng mà cái thần phần pháp thân này là pháp thân này là cái gì? Thì cái này thì hôm trước mình nói pháp thân để mô tả hết, mà là pháp thân này thân phận gồm có pháp thân thật được là được tạo thành bởi cái gì? Bởi vô lượng bi nị trí này, vô lượng công đức này, thiền định tam muội này. Cho nên thân này mà cụ thể ra có 32 tướng tốt là quả là Phật đẹp trai lắm. Nên hồi là ông Phật mà đi tiêu pháp, hồi mà đã thành Phật rồi mà đi cứ bị ông Bà La Môn thấy đẹp có đỡ bất rễ biết không? Cứ tới nó sao môn của động đây rồi chút rồi đem gái tới tôi gả gái cho ông. 32 tướng tốt. Trong đó đoạn sau sẽ nói tới cái thân Phật này, cái Phật thân này. Nhưng mà nay phải biết rõ về hai cái thái cực. Đúng ra trong cái duy mô cật ấy, là không có cái gì tịnh, không có gì uế, giống nhau. Nhưng mà trong cái khởi đầu tập thì bắt đầu từ nhận định cái thân này ô uế và cái thân kia thanh tịnh thì biết nó rõ, để bỏ cái uế đi cái tịnh thì mới có thể tiến bộ được. Thì trong cách Phật dạy ấy, là bắt đầu quan sát này thân bất tịnh. Là vì sao quan sát nó bất tịnh? Thực ra thân này chả cái tịnh, chả nhiễm gì hết á. Đúng ra nó tất cả thế gian là tình nhiễm là do bởi cái tập quán của mình, là mình dung nạp hay không dung nạp. Chỉ có cái ví dụ bây giờ mình ăn phân vào thì nó bị phản ứng. Nếu mà ăn phân vào mặt mập béo thì phân nó thanh tịnh như thường, thấy chưa nào? Nhưng mà những đồ thiêu thối mình ăn vào thì nó bình hoạn liền, thành ra ta có cảm giác với cái này.
chứ con chó nó ăn mà nó thấy thơm sao mình, nhưng mà nó chơi mình không làm con chó được. Thành ra là cái thế gian này là thực ra không có cái gì chạch sạch, không có cái gì dơ. Nó chơi cho mà thiệt ra ngay điên điên á, mà hồi mình con nít á, mà bố mẹ sinh năm không có chừng á, là bóc ăn liền. Phải không? Bóc thiệt chứ. Nhưng mà càng lớn lên á, cái cảm giác hết thực ra đây là cái cảm giác khổ thọ và lạc thọ. Những cái nào mình đưa vào nó tạo thành sự tổn giảm, đó là khổ thọ, mình chối đẩy ra liền. Mà cái nào đưa vào mình có cảm giác rằng là nó lạc thọ, mình nghĩ rằng nó tăng ít, mình nạp vào liền. Cũng như uống rượu chẳng hạn, mặc dù biết sau ta hại gì biết, nhưng vào ta cảm thấy nó khỏe quắn, mình nghĩ rằng tăng ít thì uống vào, uống đầu nó khỏe thiệt, nhưng uống chết hồi nó khùng luôn. Tôi còn đơn hay là ngày nãy giờ uống luôn. Thì trong cái này á, là vì sao mà lấy là tập quán cái bất tịnh, nghĩa là tất cả cái thế giới đó thực sự chả có gì tịnh, chả có nhiễm, nhưng mà tịnh nhiễm do cái ấp, cái phân biệt của mình. Thật ra trong Phật có nhiều cách tu để mà thay đổi cái này, vì ảnh hưởng nó nhiều thứ lắm, ảnh hưởng cả ngôn ngữ nữa. Người ta dùng ngôn ngữ, nhiều khi dùng ngữ để mà thay đổi, là dùng để quán sáng á, là cái niệm Phật. Là kiểu như ông thiền sư nói, khi chưa tu thì thấy núi là núi, sông là sông đó, mà khi tu bắt đầu tu thì thấy núi còn là núi, sông còn, thấy nó ngược lại hẳn ấy. Từ khi thành đạo thì thấy trở lại bình thường. Trong quá trình nó đơn giản đấy, có những tu tập mẹ đó, thành ra là phải thay đổi cái tập quán hàng ngày. Nhưng mà không thay đổi khéo thì nó điên. Thực sự mà thay đổi khéo thì nó đơn thành đấy. Cái bản chất này, cái thân thực không phải nó bất tịnh, nhưng mà mình bị nó bị ràng buộc của nó, mà muốn cho nó đừng có ràng buộc, phải làm sao cho nó sợ, nó thấy cái bất tịnh. Giống như người ta gọi là người uống rượu mà có nhiều cách, mà tôi nói có nhiều bà vợ nó để cho ông chồng mà sợ uống rượu làm pha cái thứ rượu trong nó uống, uống rượu bắt đầu uống ngon, uống rồi ói sợ lắm, thấy rượu là sợ, ngay cái mùi rượu là sợ, thấy chưa? Thì cũng cái nghĩa là rượu thì nghĩa là bình thường uống thấy nó ngon. Nhưng mà vì là bạn này sợ tai hại, pha vô uống bị phản ứng gì đó, làm khó sợ, thấy rượu là sợ liền. À, pha cái gì đó. Thế? À, tôi không biết cái này, tôi nghe nói cho tôi sẽ thử cái này. Không, có khi thành công hay không, nói như tên nó thành công thì cái thế giới người ta làm cho bỏ rượu hết cho rồi đi. Ai bỏ. Mà đây là nói cách rằng là mình quán cái thân này tập dùng quán bất tịnh, để rằng mình đừng có bị bám chặt vào nó. Bị bám chặt vào nó, đương nhiên là nó có những cổ thiệt, không ai biết rằng là mình ngồi đây chứ biết mất tay mất mũi lúc nào. Tự nhiên ấy là ở đâu con mèo con chuột gì chạy ra nó xách cái đầu tay, nó cắn đầu tay, nó mất đi. Mất đầu tay thì nó xấu rồi mình tiếc, là bắt đầu lo này, nó chỉ mất cái đầu mũi. Nó ngồi tự nhiên, nó ngồi đây cái ở đâu cái bom nó rớt xuống, nó rớt mất cái lỗ mũi, thôi buồn lắm. Hồi xưa ai thấy cái buồn nhất là cái bà ai ấy, cái vụ mà cầm nhung hả? Dạ, mấy anh này là chưa thấy này. Dạ, không, cái hình đó chị à nên nghe là sắc đẹp mới là chỉ cần bước ra hơi công chút, phút trước phút sau thành nó tàn tạ đi. Ai hiểu được cái chuyện đó? Thấy chưa? Cho nên đúng ra cái sắc này không thể bảo đảm được, phải thấy nó mong manh. Hằng ngày mình là mình may rủi thôi, nhưng mà lúc đó thì nó đau khổ vô cùng. Nếu mà biết được á, là lúc này còn cái nhan sắc đi ra mọi người đã theo đuổi rồi, như gần như lô hậu cả chiêm ngưỡng rồi á, chỉ phút trước phút sau là đi ăn mày cầm bát đi, cầm đi ăn xin không, để cái hình trước này thấy tội lắm. Để cái hình này cẩm nhung trước đây thì hình rất đẹp, còn cái hình đấy thì cái mặt tàn tạ ngồi ghế nhìn quá ai cũng sợ đó. Thế nhưng mà người đều biết bản tánh sự vật không có gì lạ, tại vì vật nó trộn vào kia vậy thì ra vậy thôi. Nên là cũng như cái màn hình trên màn hình trên vi tính vậy thôi. Nên là tùy theo cái lập trình, chứ đằng nào nó mấy cọc pixel với cái bóng đèn, có xung điện không xung điện. Mình lập trình cái cọc nào đỏ, cọc nào tắt, mình cứ ngồi thấy cái hình
hình Napoleon có này, hình mấy hoa hậu có này, hình mấy cô khỉ có này, hình gì có hết. Thì cái màn hình á, cái monitor không có sống đẹp, mà cái cọc trong đó không có gì xấu đẹp, nhưng mà cho sự sắp đặt phối hợp trong này là, thì cái thân mình cũng vậy, tập quan sát. Chứ ngại là Phật dạy cho quan sát là bất tịnh này á, vô thường á, đây là phương tiện để mình quan sát. Khi mà quan sát được thân này thấy nó bất tịnh rồi á, thì mình không còn tham nữa. Mà khi không còn tham thì cái tâm lắng xuống, tức là không bị tham là gì, nó bị nó dính vào tham. Khi nó bị dính vào sự vật tham, thường hay gì là tham trước á, cái tiếng phạn là tham, cơ bản là raga, là như cái màu á, raga là nhiễm, nó gọi là nhiễm, hay là tham là nhiễm á. Tham là trước, là trước là dính, tham đối với nhiễm thì giống như là cái màu đây này, cái áo này này mình để màu vô cái là dính vào trong này. Thì cái tham là mình dính một cái gì, nó tham một cái đó, cũng như là cái ta gọi là con mèo mà thấy cái chảo mỡ nó đi không được, nó bị cột ở đó, vì nó tham cái chảo mỡ nó không đi được gì hết á. Nó tới khi một ngày tận người ta quánh nó chết chắc là nó cũng biết. Thì cái tham nó gọi là dính. Bây giờ làm thế nào tách rồi có tham nó ra, nên thực ra chỉ tách tâm ra để đừng có tham. Tức là mất cái này là mình bám chặt thì mình sẽ không bị khổ. Có nghĩa là như thí dụ cái bà Cầm Nhung này, bà nghĩ rằng cả cuộc đời bà là phải đẹp như thế tưởng đẹp, bụng như nó tàn tạ, chứ nếu bà xin nó bà xấu rồi thì mắc cái gì bà buồn, ra đẹp quá bây giờ tưởng buồn, rút trong thì nó buồn liền. Nhưng biết cái bản tánh sư vật như vậy thì không buồn khổ gì, đẹp cũng vậy, xấu cũng vậy. Nhưng mà ở thế giới này 1 triệu người chứ được 1 người, chắc chắn ai cũng buồn trong cả tất cả mọi người này ra, tự nhiên sức là mũi là buồn hết đó, sức là mũi sức con mắt đã cũng buồn hết đó, đố trong này mà có người nào cũng buồn, nói như này nổi mất cái lỗ tai không, nó thấy cái kỳ nó sợ, thấy sợ còn đủ đối về sợ hoài sợ lắm nói chuyện ai buồn. Thì sau đó cho nên khi thấy cái thân này tự nhiên nó thanh tịnh thì bắt đầu khởi đầu là vậy đó, quan sát. Thì trong cái đại thường này là quan sát để đừng có bị hệ lụy. Mà cái phần đó là phần chính của cái phẩm phương tiện đó, nên tất cả ý nghĩa đều gọi là phương tiện là vậy đó. Thì cho nên sau đó mình sẽ Đi Mô Cập sẽ nói rằng là tham sân si đều là đạo, không có gì là phiền não tham gì hết. Nhưng mình tổng hợp là thế này mình gọi là tham sân si đó. Thì cũng như là mấy cái hóa chất này đó đó, mình tổng hợp thế này thành phân, mà tổng hợp thế này thành cơm thành gạo, chứ thiệt ra là cũng mấy cái chất này trộn qua trộn lại gì đâu á, hay chưa. Rồi còn tới một chương, còn chương qua chương phẩm đệ tử nè. Thì trong này bây giờ nó tóm lại nha, là trong cái phần này á, phần này đây, cái phần mà ông hiện bệnh này á, hiện bệnh này á, là nó có 3 điểm mà mình cần phải nhớ. Cái điểm thứ nhất là cái chuyện bệnh đó nè, cái tiền bệnh đó nè. Thì cái bệnh này thì không thể nói liền được, nhưng mà từ từ tới sau, từ đó cho tới cái phẩm của văn thù xuất hiện, rồi sau phẩm văn thù đi tới phẩm bất nhị, tới phẩm bất nhị mới thấy được cái bệnh bất nhị pháp môn. Mà thầy Thành bây giờ chưa nói, còn ai muốn suy nghĩ trước được hay thì cứ suy nghĩ. Thế còn trong phần ngoài cái bệnh rồi ấy, thì do cái bệnh này á, thì ông mới có tập hợp thế, tập hợp cả là các công cả mọi người tới để ông thuyết pháp. Thì cái này cũng gọi là phương tiện, đây là cái phương tiện bình thường, tạo cái phương tiện. Thì cái này chưa đúng cái phương tiện ở đâu, tức là cái này không phải là phương tiện, đúng ra là cái này là cái tìm cách dù dùng người ta tới, chứ không phải là phương tiện. Phương tiện là cách tiếp cận, là tiếp cận được. Còn nếu mình tạo ra hoàn cảnh người ta tới, cái đó không phải là phương tiện. Mình dùng chữ phương tiện rộng rãi quá, tiếp cận ở đây tiếp cận dùng phương pháp nào tiếp cận được với chân lý thì cái đó gọi là phương tiện. Mà cái phương pháp mà trực tiếp tiếp cận á mới là chân lý. Còn cái này ngoài lề mà đều gọi phương tiện được, tại vì ông tìm cách để cho ta nghe mà. Nhưng mà khi ông nói ra mà cách nói thế nào người ta nghe, người ta hiểu, người ta tiếp cận được thì cái đó mới là phương tiện. Chứ còn cách này thì dùng cái mưu mẹo để người ta tập hợp. Nói thì cái chữ phương tiện như vậy nó có mấy bậc.
cái bậc thứ nhất là phương tiện đó thì nghĩa là cái mánh lới, nó không đúng chữ. Cái phương tiện, bậc phương tiện thứ hai, cái phương tiện thứ hai nữa, phương tiện này là mình làm theo cái quy ước của mọi người để hướng dẫn người ta, theo cái trình độ mọi người đó. Cái phương tiện mà cao nhất là phương tiện là diễn tả được là cái chân lý, tức là cái mình thấy thế nào mình diễn tả được cho người ta nghe, cái đó mới chính là phương tiện, tức là phương tiện với trí tuệ là hai mặt. À, thì bây giờ bằng cái phương tiện như vậy á, thì ông hiện bình bằng phương tiện như vậy á, thì trong này bây giờ bắt đầu nói tới cái thân uổng này, thì cái chính trong này mới nói cái phương tiện này, mình tìm được từng cái bậc trong phương tiện này. Tại vì trong phương tiện nó chứa cái thực huệ trong á. Cái phương tiện đầu tiên là quan sát cái thân này, là bất thực này, là vô thường này, đáng nhàm chán này. Nhưng mà từ cái chỗ quán thấy nó nhàm chán rồi thì mình sẽ thấy một cái thân khác, ngay cả bản thân này thấy nó thanh tịnh. Thì mình không ngờ được rằng là tưởng là tôi quan sát nó thấy nó xấu xa để tôi chán nó mà tôi tự tử. Nhưng mà khi nó thấy xong rồi thì tự nhiên tôi không còn mê nữa, tôi thấy nó đẹp. Thấy chưa nào? Thì lúc đó là mình mới là thấy, lúc đó mình thấy là cái phương tiện. Tức là thấy cái bằng thân đó là cái gì, thì phương tiện đó là phương tiện đó, đúng là phương tiện tiếp cận. Cái phần thứ hai chính là cái chỗ này là phương tiện ngay cái chỗ này. Đấy nha. Rồi còn 15 phút nữa sao nó vé ra hết bài rồi. Ăn giặc giờ. Để nói tiếp thêm cái phần sau này, cũng lợi dụng nó luôn để sau đây nó giới thiệu trước, rồi về sau này tuần sau nói thêm. Sau này tiếp theo hai chương là nói về cái thâm bệnh, là Duyên Mật Cập nằm trên cái giường bệnh em. Để bắt đầu mới nghĩ nè, mình bệnh đấy chẳng lẽ Thế Tôn không tới thăm, thì điều đó có nghĩa là bệnh là bệnh thật chứ phải giả. Nó giả thì mắc gì Phật thăm, tôi làm bệnh giả tôi biết mà, thành cái bệnh này thể hiện như bệnh thật. Thành nếu ông mới nghĩ mình bệnh chẳng lẽ Như Lai tự nhiên tới thăm, tức là ông đau thì Phật mới tới thăm, nhưng mà ông giả thì Phật tới thăm chi. Cho nên trong cái phương tiện đó là nó thật lắm, nó hiện bệnh. Sau nó sẽ hiểu tại sao nó bệnh, vì sao có những cái bệnh này, nó thật không phải là giả. Nhưng mà đương nhiên trên tuyệt đối thì không có gì bệnh hết, nhưng mà trong này là bệnh cho đến Phật thăm. Thì lúc đó Phật ở bên kêu mấy vị đi thăm, thì trong này bắt đầu cái phần này giáo lý chính này. Trong đó là chia làm hai chương, một chương thôi, chia làm hai phần, thì có chia làm hai chương cho nó rõ. Chương thứ nhất là các thanh văn, chương thứ hai là các Bồ Tát. Các thanh văn trong chia làm 10 vị gọi là 10 đại đệ tử. Thực sự đó đệ tử của Phật nhiều lắm, không phải 10 đâu, nhưng mà trong Duyên Mật Cập lúc là thành 10, lấy con số 10 làm chuẩn. Trong này mới tổng kết tất cả giáo lý của thanh văn này, này. Thành cái phần này là phần nếm học hết phần này là học dài lắm, nhưng mà sẽ nói những điểm chính. Trong những điểm như vậy sẽ hiểu rằng là trong cái giáo lý là thực sự giáo lý căn bản của Phật giáo nằm trong điểm nào. Thì chúng ta phải biết rằng là giáo lý Phật có hai phần là xuất thế và nhập thế. Xuất thế là con đường ra khỏi thế gian, là nhập thế là con đường quay trở lại thế gian. Con đường xuất thế là vì cái thế gian là gì, bắt đầu quan sát nó xấu xa ô trượt gì đó mình bỏ nó ra, cho nên với các thầy muốn tránh tìm một chỗ an lạc cho chính mình mới lên rừng, mới lên núi. Ngay cả Phật cũng vậy, là khi thấy được sanh lão bệnh tử, thấy cái thế giới này thấy bản chất của nó rồi, mà muốn trị nó phải đâu cũng phải lên rừng, tức là bỏ cái thế gian này mà đi. Thì để tạo thành một cái này là ngay trong nguyên thủy á, và muốn thực hành đầu phải bỏ thế gian mà đi, phải bỏ nhà bỏ cửa mà đi, tức là phải lên rừng mà ở sống tu tập. Thì cái điểm này có thực sự cái bản chất Phật giáo như vậy, tức là theo đạo Phật phải bỏ hết mà đi vào chùa mà tu không? Thì nhớ trong Phật giáo có một giai đoạn nó gọi là Phật giáo tăng, là Phật giáo từ viện, monastic Buddhism. Nói Phật giáo có nghĩa rằng là phải những người trong tăng viện thực hành cho ngoại cư sĩ không có, chỉ là hộ đạo đem cơm quýt cam áo quần tới cúng, cúng dường yểm trợ, cái đây gọi là yểm trợ văn hóa, duy trì cơ sở văn hóa để cho mấy ông ăn nướng tu, rồi ông học hành cũng giảng đạo thì chẳng biết. Còn ngoài kia là đi bố thí để làm gì, để cho có phước kiếp sau đầu thai trở lại có phước để giàu sang nữa. Tức là người tại gia không làm gì cả, có nghĩa rằng tại gia không thực hành được Phật giáo. Thế nhưng mà Duyên Mật Cập đây sẽ đặt lại vấn đề là thế nào là đạo Phật, nằm ở đâu, nằm ở
ở trong cái tu viện là nằm ở ngoài đời chỗ nào. Trong 10 đệ tử này sẽ nói rõ tất cả các kinh này. Thành ra Phật giáo có mấy điểm này, nó mấy cái đặc tính của Phật giáo trong này. Thứ nhất là phải sống độc cư, sống xa lắm, tức là bỏ thế gian này mà đi, mà không riêng gì Phật giáo, bất cứ tôn giáo nào cũng vậy. Ngay cả đạo chúa cũng vậy, đạo chúa có những phần cha đi làm, nhưng mà có những tu viện là khổ hạnh, bỏ nước nồi những cha nào sống trong núi, còn sống trong sa mạc, bỏ thế gian này ra, tức là từ chối tất cả thế gian này, cả cái thân xác này, để chỉ nuôi dưỡng cái linh hồn để về với Chúa. Thì họ vẫn có cái gọi là cái xa lánh, thành ra cái viễn ly là xa lánh đời, là cái điểm tất cả mọi tôn giáo. Ngay cả Khổng giáo cũng vậy, Khổng giáo là chật thế, nhưng mà những nhà nho tới cuối cùng vẫn sống trên rừng, ẩn cư trên rừng, là những nhà nho mà tiêu biểu, vẫn những người từ Việt Nam tới Tàu vẫn có đời sống ẩn cư của họ, ẩn dật. Nhưng mà ta chia ra làm tiểu ẩn và đại ẩn. Tiểu ẩn sơn lâm và đại ẩn thành tỳ phải không? Ngay giữa thành tỳ mới gọi là đại ẩn. Thì hồi xưa Đà Lạt có ông đó gọi là đại ẩn, ông ở ngay giữa thành phố, không để làm cái nhà thiệt to, không để ngoài tâm bạn, đại ẩn am. Thì ông nói là đại ẩn ở giữa thành phố, thì ông ở giữa thành phố thì ông ẩn. Nhưng mà ai cũng biết là họ ẩn. Ông ẩn, ai biết ông ẩn, là gọi là đại ẩn mà. Thì thứ nhất là đời sống ẩn dật, là phải xuất liên cái này. Rồi điểm nữa là đời sống này là hoàn toàn là không làm gì cả mà sống dựa trên khất thực. Thì ý nghĩa khất thực là thế nào? Vì sao ăn, ăn để làm gì, khất thực như thế nào? Cái điểm thứ hai, thành điểm thứ nhất trong Phật giáo là viễn ly. Điểm thứ hai, đây cũng điểm nhấn Phật này, tất cả chúng sanh y trên thức ăn và tồn tại, nhất thiết chúng sanh gia y thực trụ, tức là y trên thực phẩm mà tồn tại. Vậy cái thức ăn này là cái gì? Thì sẽ nói tới cái vị đi khất thực, cái ý nghĩa khất thực. Rồi sau đó các vị truyền pháp, truyền pháp này, pháp này là pháp gì? Pháp là chân lý, mà trong nguyên thủy pháp này là vô thường, khổ, vô ngã. Thì bản chất thì thực sự nó vô thường hay là nó thường, có thực sự như vậy hay không? Đây là những cái giáo lý nguyên thủy đó á. Rồi cái nữa là cái thêm nữa là Phật thân, Đức Phật trong nguyên thủy Phật xuất là con của ông vua này, rồi bỏ đi tu xuất gia này. Thì cả cuộc đời như vậy đấy, sống ở thế giới, khi ở ngoài đời cũng sống dục lạc như mọi người, tôi cái thân nó vậy. Nhưng mà cái thân Phật này là người ta thấy rồi, cuối cùng ấy đi bộ đi cũng già yếu bệnh, rồi đi lên trên Kusinara, rồi trước khi tịch á cũng bị đau bụng một trận, đau hai ba trận nữa, tức là cũng có bệnh, cũng có già, cũng có bệnh. Thì đây cũng Phật này, thì ông Phật sống còn có Phật nào nữa không? Phật nào không bệnh không hoạn mà sống, mà nghĩa là không bị chi phối bởi tất cả những cái này hay không? Thì đây là vấn đề. Thì cái vấn đề trong này là cái điểm cơ bản của Phật giáo trong là hết tất cả đó. Nhưng mà Duy mới cần tìm cách vượt qua những cái này, tổng hợp như thế này. Có nghĩa là Phật giáo phải bỏ đời mà đi, hay là trở về với đời, sống ở đâu? Thấy chưa nào? Là Phật giáo thực sự phải đi khất thực, đi xin ăn thế này, mà xin ăn thế nào, hay là không xin ăn, ăn bằng cái nào? Rồi tu cái thành Phật thế, thành Phật có nghĩa rằng là đi ở chỗ nào, chứ còn thế giới này là có sanh lão bệnh tử, mà ngay cái Phật Thích Ca mình thấy đó, ngài cũng phải sanh lão bệnh tử, đạt tới cái thế giới Niết Bàn nó được. Nhưng mà trong hiện tại cũng có sanh, rồi cũng có già 80 tuổi ấy, rồi cũng có tới bệnh, tới nằm ở Niết Bàn, cũng có câu sinh ra mình gọi Niết Bàn, nhưng người đời gọi là chết, thì ông cũng chết vậy. Vậy thì cái gọi là giải thoát sanh tử là giải thoát như thế nào? Tâm thì đặt vấn đề hai cái trường đó, nó đọc qua thì đơn giản, nhưng mà nó rất quan trọng. Nói chung thì mỗi cái chương nào nó có cái phần quan trọng của nó, nhưng mà phải từng bậc ghi từng cái những cái điểm, rồi phải đọc nhiều. Thành ví dụ cái chương đầu này thì anh phải nhớ mấy cái chuyện ngũ uẩn này và vô ngã, vô ngã với tịnh và bất tịnh, hai cái phần đầu, cái chương đầu, rồi mấy cái chương sau thì nói tiếp. Hết rồi nha.
mình được cực bức giọng lần nào. Nó lại có hơn rồi chứ. Cái xong